Vâng ạ, hôm nay cũng vẫn có rất là nhiều những anh chị mới đúng không ạ? Lần đầu tiên tham gia chương trình của Midu. Với những anh chị mà đã tham gia rồi thì chắc hẳn là cũng đã biết rất là nhiều, hiểu rất là kỹ về cái chương trình này là có những mục như thế nào đúng không ạ? Vậy thì em có thể là các anh chị có thể giúp em trả lời một số cái câu hỏi để mà ở giới thiệu đến cái chương trình này đến các anh chị mới được không ạ? Được không anh chị? Vâng ạ, vậy thì các anh chị cũ giúp em trả lời là cái chương trình ngày hôm nay thì có những điểm đặc biệt gì đâu không ạ? Những cái điểm gì trong chương trình ngày hôm nay mà khiến cho anh chị ấn tượng để mà mình mong đợi hàng tuần đúng không ạ? Mong đợi cứ 2 tuần một lần là được tham gia chương trình này ạ. Mình mong đợi điều gì chương trình này anh chị? Chương trình này có gì đặc biệt ạ? Chia sẻ ạ, vâng đúng rồi ạ. Có mục chia sẻ kết quả, khoe kết quả đúng không ạ? Chia sẻ của bác sĩ ạ, vâng đúng rồi ạ. Vinh danh đúng rồi ạ. Rất tuyệt vời ạ. Còn gì nữa không anh chị? Ôn lại kiến thức, quay số trúng thưởng đúng rồi ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị. Chương trình này là sân chơi dành riêng những chuyên gia của phát triển chiều cao của Midu thôi anh chị ạ. Tức là khi mà các anh chị đã tốt nghiệp rồi thì mới được bật mí để biết đến cái chương trình của ngày hôm nay. Và các buổi cộng đồng chuyên gia thì đều có cái phần đào tạo kiến thức chuyên sâu, phần hỏi đáp kiến thức hết sức là tuyệt vời của bác sĩ Hiên. Không chỉ thế mà còn được nghe những cái phần vinh danh những chuyên gia xuất sắc của Midu nữa anh chị ạ. Và ngày hôm nay thì Midu cũng có 2 chuyên gia xuất sắc sẽ cùng chia sẻ với chúng ta trong chương trình này. Cả nhà có hồi hộp, có muốn biết đấy là ai không ạ? À? Cả nhà có hồi hộp không ạ? À? Ai mong muốn là hôm nay mình sẽ là người được vinh danh ạ? À? Vâng ạ. À. Cảm ơn các anh chị, em cũng rất là hồi hộp, cũng rất là mong chờ được nghe, được học hỏi những kinh nghiệm tuyệt vời từ những anh chị mà đã có những cái bài học thành công đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì chương trình cộng đồng chuyên gia đều sẽ có những cái phần quà may mắn anh chị ạ. Mình đi học, mình vừa được kiến thức và mình vừa được tặng quà thì có thích không anh chị? Có thích được nhận quà không ạ? Vâng ạ, à, hầu hết thì đầu giờ em thấy ở trong khung chat là đã rất nhiều anh chị đã comment cái mã số dự thưởng lên rồi. Thì chắc hẳn là những anh chị đấy là đã tham gia nhiều lần rồi, đã biết hết rồi đúng không anh chị? Vậy thì còn anh chị nào mà mình chưa lấy được mã số dự thưởng không ạ? Cuối chương trình ngày hôm nay mình sẽ có một cái phần là phần quay số trúng thưởng anh chị nhé. Vâng ạ, à, vẫn còn một số anh chị chưa có mã số đúng không ạ? Vậy thì nhờ admin là hãy gửi cái đường link lấy mã số dự thưởng lên trên đây ạ. À. Và em lưu ý một chút, như em đã giới thiệu ở đầu chương trình thì chương trình ngày hôm nay chỉ dành riêng cho những chuyên gia của Midu thôi. Vậy nên chỉ có chuyên gia mới lấy được mã số dự thưởng anh chị nhá. Còn nếu như mà ví dụ như là mình tham gia là do mình quen các anh chị chuyên gia, mình vào mình nghe để mình học hỏi kiến thức thì là mình sẽ không lấy được mã số đâu ạ. Thế nên là các anh chị hãy học về chương trình trở thành chuyên gia phát triển chiều cao, trở thành chuyên gia phát triển chiều cao và hãy tốt nghiệp để mà được tham gia cái chương trình này hàng tuần anh chị nha. Vâng ạ, em Mi đã gửi cái đường link lấy mã số lên rồi đấy ạ. Cả nhà mình hãy vào lấy mã số đấy ạ. Và lưu ý một chút là đường link này sẽ được khóa vào lúc 9 giờ 15 để mà các admin tổng hợp mã số để mà quay số trúng thưởng anh chị nhá. Thế nên là cả nhà mình hãy lấy luôn từ bây giờ đi ạ. Vâng ạ. Và bình thường các buổi đào tạo thì em sẽ phổ biến các nguyên tắc. Nhưng mà ở đây thì các anh chị đều đã là chuyên gia rồi, đã quen với văn hóa của Midu rồi nên chúng ta cứ coi nhau như người nhà. Và em chỉ có một yêu cầu duy nhất là các anh chị cười thật tươi thôi, có được không ạ? Các anh chị nhà mình đã cười tươi chưa ạ? Vâng ạ, em thấy các anh chị đã tươi lắm rồi đấy ạ. Và không để các anh chị phải chờ lâu nữa thì bao nhiêu trong số các anh chị đã sẵn sàng cho buổi cộng đồng chuyên gia ngày hôm nay, mình hãy gõ vào khung chat chữ Midu đi ạ. Vâng ạ, rất tuyệt vời, cảm ơn các anh chị. Vâng, và phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay sẽ là phần chia sẻ kết quả về chiều cao của các con, là phần khoe kết quả đấy ạ. Đúng không ạ? Nói một cách dân dã là chúng ta khoe kết quả với nhau. Thực ra thì ở Midu thì không có kết quả mới là lạ.
có kết quả là điều hết sức bình thường đúng không các anh chị? Thế nhưng mà đến với chương trình cộng đồng chuyên gia ngày hôm nay là chương trình của những chuyên gia chúng ta đúng không ạ? Chúng ta vẫn sẽ đến với nhau, chia sẻ với nhau những kết quả của các con mình để mà cùng chung vui, cùng nhìn thấy các con lớn lên từng ngày là điều hết sức tuyệt vời đúng không các anh chị? Vâng, và ngày hôm nay thì em cũng mời đến đây hai chị đối tác kinh doanh đã học cái chương trình trở thành chuyên gia phát triển chiều cao, đã giúp cho con mình và khi có được những kết quả tuyệt vời thì đã giúp được cho rất nhiều các con trong cộng đồng nữa. Vâng, và chị sẽ chia sẻ kết quả của con mình cũng như là kết quả của những bạn nhỏ được các chị giúp nó tuyệt vời như thế nào anh chị nhé. Vâng ạ, và đầu tiên thì em xin mời câu chuyện của chị Loan ạ. Chị Loan có thể giơ tay giúp em được không ạ? Vâng, em nhìn thấy chị Loan rồi ạ. Em chào chị Loan bật mic nhá. Rồi, ok rồi, xin Dạ, xem em chào chị. tiền. Dạ, em mời câu chuyện của chị Loan ạ. Vừa đấy chị thấy có một sếp của chị ở trong này rồi. Ngày hôm nay rất vui khi mà được gặp tất cả các anh chị chuyên gia của nhà mình với sản phẩm Midu tuyệt vời. Trước tiên là xin được chúc tất cả các anh chị em nhà mình một buổi học ngày hôm nay sẽ thu lượm được nhiều kiến thức. Vâng, xin cảm ơn MC Thanh Huyền với cái phần Dạ. hôm nay là rất là vinh dự khi mà được cho mình chia sẻ ở trong chương trình Zoom ngày hôm nay. Mình cũng xin được nói nhanh, ngắn gọn một đôi lời những cái ưu điểm mà những cái phấn khởi mà mình đã được gặp khi mà mình bắt đầu là tham gia vào bán hàng cũng như là sử dụng sản phẩm Midu. Thì thưa tất cả các anh chị em là ban đầu thì thực sự là bản thân của mình này là mình bị đau đau lưng đấy, đau lưng rồi thì mỏi chân tay đấy. Thế đi bác sĩ khám ở viện 108 thì bác sĩ cũng chỉ cho mấy hộp canxi về uống. Thế sau khi mà uống xong mấy hộp thì mình cũng nghĩ rằng là nên uống canxi để bổ sung thường xuyên, thì đơn giản thế thôi. Thế thấy đứa bạn nó bán, thế là bảo mày lấy cho chị mấy hộp, mà hôm đấy nó bán cho mình đúng là nó cũng sướng, thế là chốt luôn 6 hộp và mày chuyển cho chị 6 hộp và chị uống. Thế thì uống sau uống cũng quên đi, cũng chỉ nghĩ rằng là mình bổ sung thôi, không nghĩ là nó đỡ đau như thế. Thế sau đó là chị uống đến lúc hộp thứ bảy Midu ống ấy nhá, Midu 180 ấy, thì là tự nhiên là cứ phản người này sao thấy nó nhẹ, nó nhẹ thì nghĩ là nó đỡ thật, lúc đấy là mới thấy là nó đỡ. Thế xong lại hỏi mà thế thì con nó cũng giới thiệu là con phát được triển được chiều cao nữa, mình đọc cái thành phần của nó như vậy, thế cho con trai uống. Thế mà con trai thì cháu lại dậy thì rồi, cháu học lớp 11 đấy, lớp 11 mà cháu đã là 16 tuổi. Thế nhưng em ấy bảo là chị cứ cho em uống, con uống nếu nó có thể thì nó lên được khoảng 5 phân chẳng hạn, thế tích cực uống. Thế mà đúng thật sau 3 tháng mọi người ạ, thật là tuyệt vời luôn ấy, thì là nó sau 3 tháng là nó lên được 3 phân đấy. Sau đến thời điểm này nữa thì nó từ 1m61 nó lên 1m65 rồi đấy. Thế xong bắt đầu là như thế là mình rất là tự tin, mình bắt đầu mình quyết định là thế thì đằng nào mình cũng uống, xong rồi là còn mang về cho mẹ uống nữa, mẹ cũng đỡ nhá. Thế xong rồi là con trai uống thấy nó tốt như thế, cao như thế, thế cho nên là quyết định là bán. Thế là mới gọi điện cho cái em bạn ấy là mày làm cho chị một cái mã, bởi vì mình tìm hiểu cái sản phẩm này rồi và tìm hiểu về cái cơ chế kinh doanh thì hoàn toàn là không có băn khoăn lăn tăn do dự gì cả. Thế là em mới giới thiệu cho một người bên trên, cái kiểu là người có khả năng để mà hướng dẫn đội nhóm ấy, thì đây là bạn Trương Thị Liên ấy. Bạn Liên là một chuyên gia của thế giới lọc nước mà bán Midu rất siêu ấy. Thế là em Liên hỗ trợ chị thôi, hôm đấy chuyển khoản 2.099.000 mặt tỉnh bơ, không có phải băn khoăn gì như nhiều người khi mà vào đây cứ lo lắng là sợ bị lừa rồi thế nọ thế kia. Thế thật sự là chị tìm hiểu thấy như thế, mình thấy như thế. Thế xưa các anh chị em là sau khi mà em đã lập mã thì em bán cũng bán tháng bắt đầu vào từ tháng 9. Đấy, và từ tháng 9 thì là tháng đầu thì là còn mới vào, mấy thứ hai là công việc thì rất là bận, thì bản thân là làm giáo viên. Thế thì lại giáo viên tổng phụ trách của nhà trường rất là nhiều việc. Thế thì mới chia sẻ thì bán được ít, thế xong đến tháng thứ hai là bắt đầu kích hoạt và là bán được nhiều, tháng đấy gần bán được gần 30 triệu đấy. Thế xong rồi dần dần là đến giờ là cũng cứ duy trì bán một tháng cứ khoảng trên dưới 10 triệu đơn hàng, bởi vì là thực sự là mình bận cho nên là mình chưa lan tỏa được nhiều, chưa tuyển được các đối tác, mới mới tuyển được một thôi. Thế còn lại là mình sử dụng và mình mua. Thế thì xin chia sẻ với anh chị em nữa là sau khi mà mình quá trình mình tư vấn chia sẻ ấy,
thì là mình đã thấy cảm nhận được chính mình, thế là mình nói thì ai ai cũng tin cũng thích, thế là mình chọn mấy cái khách hàng mà có con là thấp bé đấy, thế là cho các cháu uống, thế là mẹ các cháu cũng chọn luôn. Thế mà đến giờ là nói nhanh thôi, là đến bây giờ là kết quả là sau 3 tháng nhá, thì có một cháu nó nằm ở đỉnh tăng trưởng, tức là một em học sinh lớp 4 ấy, nó nằm ở đỉnh tăng trưởng, nó cao 7 phân luôn. Sau có 3 tháng nó cao 7 phân luôn. Nên đo mà thật sự là cứ cô thì cứ không nghĩ là nó cao như thế. Thế xong rồi là còn mấy cháu nữa kiểm tra thì nó đều lên 6 phân. Có một cháu bé nhất lớp 1 ấy, thì cái bạn này quá trình bạn rất là còi, rất là bé, thì bạn ấy tăng chậm thì là có 3 phân thôi. Đấy, thế thì tất cả mọi người đều nhìn thấy như thế. Thế là hôm qua là lại có khách đặt thêm. Đấy, thì là cái việc mà sau khi mà mình sử dụng, bản thân sử dụng tốt, thấy hiệu quả, mình lan tỏa được và cũng có kết quả. Thế thì mình đến thời điểm này là mình cũng hoàn toàn là yên tâm về cái chất lượng của cái sản phẩm này. Thế thì mình cũng rất là mong muốn là các anh chị em cùng ở chuyên gia ở đây thì mọi người rất là xuất sắc rồi, thì mình thì chưa có nhiều, chưa chưa tuyển được nhiều đối tác thì chưa thật sự là xuất sắc. Thế nhưng mà mình thấy cái quá trình phát triển của cái sản phẩm này, cho nên là mình xác định là sẽ đi đường dài, ít nhất là mình sử dụng, gia đình mình sử dụng, để mẹ mình sử dụng đỡ cái tê bì tay chân này này các bạn này, rồi thì cái ngón chân ấy, rồi thì xương đau này này, thật sự là nó mất đi khoảng 80%, nó không khỏi vĩnh viễn bởi vì mình đã bị thoái hóa rồi, bây giờ bổ sung thôi. Thì đấy, mọi người cứ yên tâm sử dụng đấy. Thì lúc đấy cứ mà tức là cũng hồi hộp quá thì nói chưa kịp giới thiệu, thì mình tên là Loan, mình ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Năm nay là 43 tuổi rồi. Thế thì các anh chị em, các cô nếu mà có nhiều kinh nghiệm, rồi các em, các bạn có nhiều kinh nghiệm thì cũng mong là khi mình hỏi thì cũng mong mọi người là giúp đỡ, chia sẻ. Thế xong rồi mọi người cũng kết bạn để cùng nhau tương tác bài, để cho chúng ta có thể là lan tỏa được cái sản phẩm này nhiều nhất, để chúng ta thực hiện được cái sứ mệnh chuyên gia phát triển chiều cao cũng như là chăm sóc sức khỏe cho người Việt. Cuối cùng xin là chúc MC Thanh Huyền lúc nào cũng xinh đẹp. Vâng, chúc tất cả anh chị em nhà mình bán được nhiều sản phẩm, luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Vâng, xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Loan ạ. Cái câu chuyện của chị Loan thực sự nó rất là hấp dẫn và nó rất là cuốn luôn. Và trong cả cái câu chuyện này của chị Loan thì em có phát hiện ra một điểm đặc biệt, đó chính là sau khi mà chị Loan đã trải nghiệm sản phẩm, đã có cái kết quả rất là tuyệt vời rồi thì chị Loan mới bắt đầu đăng ký và vào Dropy đúng không ạ? Tức là chị Loan là một trong những người mà quyết định vào Dropy là thông qua cái việc là dùng Midu trước đúng không chị Loan? Đúng rồi. Vâng ạ, mà một điều rất là tuyệt vời luôn. Và chúc chị Loan và các con sẽ luôn luôn đạt những cái kết quả tốt trong tương lai ạ. Chúc các con là sẽ luôn luôn giữ vững được cái phong độ này. Và khi mà mình đã có những kết quả tuyệt vời rồi thì mình chỉ cần lan tỏa cái điều tuyệt vời đấy ra thôi đúng không chị? Vâng Đúng ạ, rồi. chị Loan có thể cho em hỏi một chút là chị Loan đang là đại lý của mentor một sao nào đó không ạ? Thùy Liêm hay sao ấy? Chị Thùy Liêm đúng không ạ? À Đúng. vâng, chị trong nhóm chị Thùy Liêm đúng không ạ? Nhóm đó thì đã có đại sứ chứ chị? Chắc hôm đấy là cử chị đấy. À, là chị luôn đúng không ạ? Rất là Phải tuyệt vời rồi, vâng ạ. cố gắng Dạ làm để vâng. mọi người tin tưởng như thế, cố gắng. Dạ vâng ạ. Thì chúng ta hãy cùng cùng với cả Midu đúng không ạ? Để lan tỏa cái giải pháp ở đây cho rất nhiều các bạn nhỏ khác. Và một lần nữa thì em xin cảm ơn chị Loan ạ. Mọi người Cảm hãy cùng ơn thả em. bông thả tim để chúc mừng cho chị Loan và các con của mình để có kết quả thật là tuyệt vời anh chị nhé. Cho chị xin nói một câu luôn nhé, Facebook của chị là Loan Loan ấy, mọi người cứ vào kết bạn với chị để chị cùng tương tác nhé. Dạ Tương vâng tác ạ, cho chúng ta bài có nó thể nổi thì mình online nó là mới tốt. dạ chị có thể là mình sẽ nhắn với nhau lên trên nhóm chuyên gia thì sẽ rất là dễ dàng để kết bạn Zalo hơn ạ. Ok. Chắc chắn là chị Loan đã ở trên nhóm gia đã ở trên nhóm chuyên gia rồi đúng không chị Loan? Ở nhóm ấy Dạ nhiều vâng. nhóm lắm rồi. Vâng ạ, thì để cùng tương tác với các chuyên gia khác để chúng ta có thể là nhắn lên nhóm và chào nhau, tương tác với nhau ở trên đó để cho nhóm trục của chúng ta lúc nào nó cũng rộn ràng đúng không ạ, và có thể chia sẻ với nhau nhiều điều hơn nữa. Đúng không ạ? Bình thường sẽ là admin và hỗ trợ một một là chính đúng không ạ? Nhưng bây giờ chính các chuyên gia của chúng ta đã có kinh nghiệm thực chiến ở bên ngoài rất là nhiều rồi đúng không ạ? Chúng ta có thể cùng lên nhóm chuyên gia để hỗ trợ và chia sẻ cho nhau ạ. Dạ vâng ạ, một lần nữa em xin cảm ơn chị Loan ạ. Vâng ạ, và tiếp theo chúng ta còn một câu chuyện hết sức tuyệt vời nữa đến từ chị Trương Trương Liên. Thì không biết là chị Trương Liên đã vào Zoom chưa? Mình có thể giúp em giơ tay được không ạ? Vâng, em thấy chị Liên rồi ạ. Em chào chị Liên ạ. Wow, chị Liên xinh thế. Chị Liên bật mic nhá. Rồi, em thấy chị Liên bật đúng mic rồi ạ. Chị xin cảm ơn Thanh Huyền nhé, cảm ơn em. Xin em Liên xin chào. Dạ.
cả các anh chị em có mặt trong buổi Zoom của nhà Midu hôm nay. 159 anh chị em. Chị em có mặt trong buổi Zoom. Cũng xin giới thiệu với mọi người. Em là Trương Liên. Em là một cô giáo mầm non. Em đến từ thành phố Thái Nguyên. Vừa nghe câu chuyện của chị Loan thì rất là cảm động. Thật sự là chị Loan là đại lý. Đại lý mà đại lý của em. Đó. Em cũng rất là vui vì chị Loan là một người rất là năng lượng tích cực. Đấy, nghe chị Loan chia sẻ thì mọi người có thấy thế không ạ? Rất là năng lượng tích cực đúng không ạ? Đó, em rất là vui vì là chị Loan đã rất là yêu Midu vì là khi trải nghiệm đó, thì cũng cái câu chuyện của nối tiếp câu chuyện của chị Loan thì em Liên cũng xin chia sẻ câu chuyện của mình. Đó, câu chuyện của em thì khác của chị Loan là em chưa dùng Midu bao giờ. Lúc đầu tiên em cũng chưa biết Midu là gì. Thì vào với Dropy từ tháng 3 năm 2023 qua lời giới thiệu của một người bạn. Thế thì bạn ấy bảo là chị ơi, hay là chị là cô giáo mầm non thì chị vào chị học phát triển chiều cao đi. Chị học phát triển chiều cao, chị có thể chia sẻ, chị có thể tư vấn cho các phụ huynh. Thì em nghĩ là cái dòng Midu này chị có thể chia sẻ lan tỏa tốt đấy. Thế thì mình chả biết Midu là cái gì. Không biết Midu là cái gì cả. Thế nhưng khi vào thì bạn ấy cho đường link rồi các thứ, cũng mình cũng học học và mình thấy ô cái Midu là thế hay, vì là bình thường những cái canxi thông thường ở ngoài là canxi vô cơ, thế thì khi mà uống mình không bổ sung đúng cách thì nó lại còn có tác dụng phụ. Thế thì cái uống canxi này, cái Midu này thì thực sự là khi mà vào học thì cũng mạnh dạn mua về cho con dùng. Con của em Liên thì cũng một bạn thì học lớp 11, cũng dậy thì được 3 năm rồi. Đó, bạn ấy cao 1m62. Thế nhưng mà mình cũng thấy cái chiều cao đấy thì mình cũng không chưa hài lòng. Thế thì cũng mọi người cũng nói là tức là khi học thì cũng biết là cái thời điểm dậy thì rồi ấy, con gái mà dậy thì như thế thì cũng khó khó để cao được như ý muốn. Thế thì cũng vẫn cứ quyết tâm cho con uống 3 ống một ngày. Thế thì cũng rất là cũng kết hợp với cả nhảy dây, cũng kết hợp với các bạn ấy cho đi ngủ sớm, ăn uống chế độ dinh dưỡng các thứ, thì cô cũng cũng ngạc rất là ngạc nhiên vì khi đấy thì bạn một tháng thì bạn lên được 1 cm. Thế thì con trai của em Liên thì học sinh năm 2010. Thế thì đúng cái thời điểm đấy thì đúng là thật sự là cho bạn con trai uống ấy, thì bạn ấy một tháng bạn ấy cao tận 3 cm cơ, thế cao bổng lên. Ô thế thì bảo đúng là thích thật đấy mà cao khỏe chứ. Thế xong đến bản thân của gia đình em thì có mẹ 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 đẻ bị đau xương khớp, bị xốp xương cũng như là bị gọi là tràn dịch khớp gối ấy. Thì em nên cũng cho uống thì cũng thấy đỡ đỡ, và tất nhiên là cũng kết hợp với nhiều thứ nhưng mà cũng thấy đỡ hơn, và thấy rất là trong thế khi mà mình tin rồi mình cảm thấy là nó tốt thật, mình lan tỏa cho các phụ huynh. Thì trong cái tháng 3, cái tháng cuối tháng 3 và đầu tháng 4 ấy, là em liên được được dược sĩ Phương Nhung gọi điện chị là bảo là chị là best seller của cái tháng đó. Mình cũng không biết best seller là cái gì cả. Thật sự lúc đấy ngố lắm, không biết cái gì cả. Ông ấy bảo là không biết là cái gì. Thế thì khi bảo đúng, thế sau mới bảo là đấy là người bán hàng tốt. Thế thì mình trong cái tháng đấy thì em Liên chia sẻ khoảng hàng trăm hộp canxi, tức là bán được hàng trăm hộp canxi, cũng như là làm phác đồ cho mấy chục trẻ. Đó. Thế thì những cái phụ huynh họ cũng, tức là khi mà có con thấp còi thì họ cũng có cái nỗi đau của họ rất là lớn, vì họ cũng đã đi tìm hiểu. Có những phụ huynh thì họ hiểu hết tất cả những thứ mình nói ra. Họ bảo là em rất hiểu những thứ đấy mà chị cần, chỉ cần nói như thế mà em hết hiểu, mà nhưng em không thể tìm được sản phẩm nào nó phù hợp, và em đã dùng rất nhiều sản phẩm khác mà không 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 làm nào con em tăng tăng được, nhưng mà khi dùng sang này thì đúng là nó có hiệu quả thật. Thế thì cũng rất nhiều phụ huynh cảm ơn và thật sự là cái sản phẩm này nó tuyệt vời. Nhưng cũng có một cái là cũng em Linh cũng bị chững lại đấy, do là thị trường cũng có cái sản phẩm chắc là nó tốt quá. Thế là cũng như nhiều người muốn cạnh tranh và muốn bán và muốn chia sẻ và phá giá. Đó, nên là em thấy là cái sản phẩm này nó tốt thì như là mọi người cũng kiểu khi mà người ta bán rẻ hơn mình thì chắc chắn là họ cũng sẽ là quay sang mua của người khác. Tại vì mình đã tư vấn rồi. Đó, mình đã tư vấn hết rồi, mình đã làm phác đồ hết rồi. Chỉ việc là uống thôi. Thế thì khi mà người ta rẻ hơn thì chắc chắn là người ta cũng sẽ quay em mua của người khác. Thế thì em cũng bị buồn với cái việc đấy, thế thì nó cũng hơi bị chững lại. Thế nhưng mà đến tháng tám 2023 thì em có một bạn ấy đăng lên Facebook, bạn đăng Facebook là cái sữa 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 phát triển chiều cao hay ấp gì ấy,
Thế thì cái sữa này có nên cho con uống không? Và con bạn ấy đang đang béo béo, tức là thừa cân và cũng không không cao, cũng cùng sinh năm 2010 với con nhà em. Thế thì em cũng chia sẻ inbox và chia sẻ với bạn ấy, thì bạn ấy bảo là có thể thế để em tìm hiểu cái sản phẩm này. Thế thì bạn là người rất kỹ tính mà cũng có gọi là hiểu biết, rất hiểu biết và có tầm ảnh hưởng ấy. Tức là cũng là kinh doanh thôi, buôn bán thôi nhưng mà có uy tín, rất có uy tín. Thế thì bạn ấy cũng thì em đi em mới thấy bạn cũng rất là lăn tăn như thế, cũng nói là chiết khấu này nọ kia, em cũng có bạn nó kia, thế thì em liên mời luôn vào làm đại lý đó. Làm đại lý là chia để mua với sản phẩm ra gốc, thì khi bạn vào đại lý thì bạn ấy mua một lúc mấy chục hộp, tức là mua cho con mình uống rồi mua cả arginine nữa, mua con mình uống uống và mua cả, tức là em liên chia sẻ cả nếu mà uống thì vậy con muốn 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 tăng trưởng ấy thì phải kết hợp với cả arginine nữa. Thế thì khi mà bạn ấy mua kết hợp hai cái đấy uống với nhau thì đúng arginine thì nó hơi khó uống một chút, thế nhưng mà uống thì nó cao vượt trội luôn, cao con cao vượt trội luôn, mà thích quá lên chia sẻ hết cho bạn bè này kia nó khác, mỗi lần lấy thì mấy chục hộp ấy. Thế thì lấy về thì tức là bạn cũng bận quá nên là bạn cũng chưa vào học được, thế nhưng mà thật sự bạn bán hàng, bạn đi bạn chia sẻ cho lan tỏa cái, tức là cái mà khi mà tự nhiên ấy, cái người mà không bán hàng ấy mà tự nhiên lan tỏa cái kết quả của con mình ấy, cao của con mình thì rất là dễ chạm, rất là dễ, tức là mọi người đón nhận nó hơn hơn những người chuyên gia như mình, kiểu nhận nghĩ là người ta vẫn nghĩ là mình bán hàng đó. Thế thì em đã tuyển được đại lý đấy, thì bạn ấy bán có những tháng và vừa rồi, tức là bạn ấy nói với em Linh một câu là con của bạn ấy khi mà uống cái canxi này từ tháng 9 năm 2023 đến đến giờ tăng 16 cm mọi người ạ. Trời ơi sao mà lại cao như thế, mà tức là cao không phải cao bống lên, tức là cao khỏe mà cao rất là đẹp. Ôi thế thì chính vì cái sự 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 nó kết quả nó vượt trội như thế thì em càng ngày em càng tự tin, tức là em lại quay lại lan tỏa lại, tức là lan tỏa chia sẻ lại vui, và từ hôm hôm bắt đầu đăng bài đến giờ em lên bán được chục hộp nữa rồi đó. Em cũng chia sẻ và phụ huynh cứ tới tấp, và hôm nay hai người gọi điện nhắn tin là chị ơi lấy canxi cho em đó. Thế thì thật sự là mình lại có động lực, mình lại có động lực lại tiếp tục quay trở lại công việc này, thế là thật sự là em rất vui. Và vừa rồi tức là đã lên đơn cho cái bạn mà bạn bạn đại lý đấy 42 hộp canxi mọi người ạ, lên là 4 đơn luôn để lấy cái mã 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 giảm giá đấy, thế là mã là cái voucher đấy. Thật sự là cái sản phẩm này tốt, thật sự tốt cả cho không phải riêng cho trẻ trẻ em nhé, mà cho bất kỳ người nào trong lứa tuổi độ tuổi nào. Ví dụ em Liên cũng đang uống mà cảm thấy cái xương khớp của mình nó rất là tốt, nó tốt hơn so với cái trước mình không uống, mình cảm thấy đau lưng rồi thì mỏi mỏi các thứ, thế nhưng bây giờ mình uống xong thì mình thấy thật sự nó hiệu quả và chắc chắn là tương lai sẽ lan tỏa được cho rất rất nhiều người. Thì một lần nữa xin cảm ơn MC Thanh Huyền cũng như mọi người đã lắng nghe câu chuyện của em Liên. Chúc cho Midu nhà chúng ta luôn phát triển và trở thành một cái gọi là cái thương hiệu mà không bao giờ mà tức là muốn nói đến canxi, nói đến chiều cao là nói đến Midu người ta. Đó, xin chào. Xin cảm ơn Dạ mọi vâng người ạ. ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn phần chia sẻ cực kỳ tuyệt vời của chị Trương Liên. Tuy nhiên thì em xin phép là sẽ chỉnh sửa một chút, đó chính là sự tuyệt vời của Midu là nó không chỉ đơn giản là canxi, và Midu cũng không gọi là sản phẩm canxi, mà chúng ta sẽ gọi Midu là sản phẩm chuyển hóa canxi đúng không ạ? Chúng ta sẽ gọi là sản phẩm Midu Mena Q7, chứ chúng ta sẽ không gọi là sản phẩm canxi Midu chị nhá. Đó, thì khi mà chúng ta hãy nói chính xác với Midu thì chúng ta sẽ lan tỏa Midu nó càng ngày càng mạnh mẽ hơn đúng không ạ? Và em cũng biết là trong cộng đồng của chúng ta có rất là nhiều anh chị cũng băn khoăn về vấn đề bán phá giá. Thì thực ra là khi mà chúng ta đến với một cái sản phẩm tuyệt vời, một sản phẩm tốt thì đương nhiên là cái sự cạnh tranh nó cũng rất là cao. Và bên cạnh đó thì mình kinh doanh một sản phẩm tốt đúng không ạ, thì mình sẽ có những cái thách thức đúng không các anh chị, mình cũng sẽ có những cái thách thức và cạnh tranh ở ngoài kia cao, thế nên là có những cái sự bán phá giá bên ngoài, và Midu cũng như là kết hợp với Dropy luôn luôn là để mà tẩy chay những cái trường hợp đó. Và hôm trước em cũng có thấy một cái bài đăng của Dropy tuyên bố về việc chống bán phá giá cũng như là cắt mã số của những người bán phá giá sản phẩm Midu, đăng hẳn sản phẩm Midu lên, bởi vì là sản phẩm Midu là một cái sản phẩm mà hiện tại gần như là bán nhiều nhất ở trên kệ Dropy đúng không ạ? Cái số lượng sản phẩm gần như là bán nhiều nhất ở trên kệ Dropy, thế nên là cũng sẽ gặp phải những cái trường hợp như vậy. Thì Midu cũng luôn luôn là kết hợp với Dropy để mà xử lý những trường hợp này. Thế nên là các anh chị có thể yên tâm. Và chuyện việc của chuyên gia của chúng ta là việc là đi tặng phát đồ đúng không ạ? Đúng không các anh chị? Là chúng ta sẽ luôn luôn lan tỏa cái sản phẩm của Midu cho tất cả mọi người. Chúng ta cứ việc đi tặng phát đồ, chúng ta cứ việc tư vấn, và chúng ta vẫn làm đúng cái việc, làm đúng những cái vị thế của chuyên gia, thì chắc chắn là khách hàng sẽ đến với chúng ta.
Họ có thể là lên mạng họ mua cái sản phẩm ở trên Shopee với giá rẻ hơn đúng không các anh chị? Tuy nhiên thì chắc gì họ đã được mua sản phẩm với chuyên gia đã sẽ kê họ từ đầu đến cuối đúng không các anh chị? Các anh chị đã mất công tư vấn này rồi lên lộ trình cho họ và chăm sóc họ như thế nào. Nếu như mà họ mua ở một nơi khác, họ mua với những người bán phá giá, họ không hiểu về sản phẩm Midu, họ cũng không thể tư vấn, không thể đồng hành cùng các anh, không thể đồng hành cùng với họ được, thì chắc chắn là họ sẽ quay lại với các anh chị thôi. Và việc của mình là mình cứ đi tặng phát đồ, mình cứ chia sẻ, mình cứ tư vấn, mình cứ trao tấm lòng cho họ đúng không các anh chị? Giống như là chị Liên nói ấy, đợt cuối năm ngoái, giữa năm ngoái chị Liên cũng gặp cái chút trắc trở đấy đúng không ạ? Nhưng mà hiện tại thì chị Liên đã lấy lại được cái năng lượng để mà tiếp tục đồng hành cùng với Midu cũng như là tiếp tục lan tỏa sản phẩm một cách mạnh mẽ hơn trước nữa đúng không anh chị? Vâng ạ, và một lần nữa thì em xin cảm ơn chị Liên và chúng ta hãy cùng thả bông thả tim cho một chuyên gia thật tuyệt vời anh chị nhé. Vâng ạ, cảm ơn các anh chị. Và sau cái phần khoe kết quả này thì chúng ta sẽ còn đến một cái phần tiếp theo cực kỳ là được mong chờ nữa, đó chính là phần vinh danh đúng không ạ? Đến với Midu thì tất cả các anh chị ở đây đều đã rất nỗ lực học hỏi và lan tỏa những kiến thức tuyệt vời phát triển chiều cao đến cho các bé, đến cho các bậc phụ huynh đang đang có con ở trong độ tuổi phát triển, và các anh chị đều chung tay chung sức đồng hành cùng với Midu để thực hiện sứ mệnh của Midu, và tất cả chúng ta đều tuyệt vời. Và trong mỗi cái chương trình cộng đồng chuyên gia thì Midu đều sẽ có những cái tiêu chí khác nhau để vinh danh những anh chị có cái thành tích xuất sắc nhất. Và hôm nay thì em sẽ xin phép mời lên đây một người vô cùng đặc biệt sẽ đồng hành cùng chúng ta trong buổi vinh danh này ạ. Và chúng ta hãy dành những trái tim thật là nồng ấm để chào đón giám đốc kinh doanh của Midu MENA Q7, chị Nguyễn Ngà sẽ đồng hành cùng các anh chị trong chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào tất cả các anh chị ạ. Vâng, một lần nữa thì là em Ngà lại được xuất hiện trong cái chương trình cộng đồng chuyên gia ngày hôm nay ạ. Thực sự là hôm nay là rất là vui vì đây là một trong những cái số đầu năm của năm 2024 ạ. Thì một lần nữa thì em Ngà xin chúc tất cả các anh chị chuyên gia nhà mình cũng như là gia đình một năm mới an khang thịnh vượng ạ. Cũng như là mình có nhiều sức khỏe để mình có thể lan tỏa cái giá trị của Midu đến cộng đồng nhiều hơn ạ. Dạ. Và để không để anh chị phải chờ lâu nữa thì em xin giới thiệu một chút về đại chuyên gia nhà mình hôm nay được vinh danh. Thì chị thì hiện tại thì đang làm tại bệnh viện tại Vĩnh Phúc ạ. Công việc của chị thì rất là bận, tuy nhiên là chị đã rất là thành công tại Dopi cũng như là Midu ạ. Chị thì vào Dopi từ tháng 11 năm 2021, nhưng mà đến tháng 8 năm 2022 thì chị mới bắt đầu làm. Và ngay từ khi mà bắt đầu làm thì chị đã học Midu, và đến năm 2023 thì cái doanh số của chị bùng nổ rất là tốt. Và năm 2023 thì chị đã đạt được top 10 đại lý có doanh số cao nhất về ngành hàng Midu ạ, và đã được cấp bằng cũng như là bằng khen cũng như là một số quà rất là giá trị tại Midu. Và tổng kết lại cái doanh số năm 2022 từ 20 tháng 8 năm 2022 của chị đến nay thì là một con số thực sự là rất là ấn tượng ạ, đó là 284 triệu ạ. Vâng, anh chị thấy rằng là con số này có tuyệt vời không ạ? Nếu mà tuyệt vời thì mình hãy cùng nhau thả bông, thả tim để chúc mừng chị Lê Thị Thái Hà được không ạ? Dạ, vâng. Và với những cái con số rất là đặc biệt như vậy thì hôm nay thì ngày hôm nay thì Midu đã mời chị lên cái chương trình chuyên gia ngày hôm nay và ghi nhận những cái cống hiến của chị và vinh danh chị với một cái vinh danh chuyên gia phát triển chiều cao bền vững ạ. Vậy thì hôm nay anh chị nhà mình có muốn lắng nghe chia sẻ của chị Thái Hà xem là làm cách nào mà chị lại có thể có những cái kết quả tốt như vậy không ạ? Vâng, để chào mừng sự xuất hiện của chị Thái Hà thì mình hãy thả bông thả hoa để chào mừng sự xuất hiện của chị Hà nhá, anh chị nhá. Dạ, em chào chị Hà. Chị em mình hôm nay được lại được gặp nhau trên Zoom rồi ạ. Vâng, chị Hà có thể chia sẻ với các anh chị chuyên gia nhà mình xem là làm cách nào mà cái doanh số của mình tại Midu nó lại lớn như vậy không ạ? Dạ. Xin chào giám đốc Ngà, xin chào bác sĩ Hiên.
cùng với toàn thể các chuyên gia của Midu đã có mặt trong buổi Zoom hôm nay. Thực sự thì cũng khá là bất ngờ vì là công ty cũng có gọi điện và bảo là cũng báo với mình là sẽ dự cái lễ vinh danh này, và cũng đến tận chiều nay thì Nguyễn Ngà mới báo mình là mình được vinh danh là best seller. Mình cũng không nghĩ là mình lại được best seller đâu, vì cái lan tỏa của Midu của mình đối với trong hội nhóm ấy, thì đấy như Nguyễn Ngà cũng vừa mới báo về cũng nói qua về mình ấy, là thực ra là cũng 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 khá là bận bịu, nên là cái thời gian đi chia sẻ rồi tuyển đại lý và lan tỏa cho mọi người cùng đi lan tỏa thì mình không có nhiều, thực sự là như thế. Thì cũng cái việc mình lan tỏa của Midu đến cho cộng đồng ấy, cho mọi người ấy, hầu hết là do từ những cái mối quan hệ của mình, tức là mình sẽ trực tiếp làm chứ không không qua nhiều các đại lý nhiều, vì mình cảm thấy là khi mà muốn để lan tỏa tốt Midu thì trước mắt mình đầu tiên là mình sẽ phải nhìn thấy kết quả đã, giống như hai bạn chuyên gia nãy có vừa chia sẻ đấy, khi mà những cái kết quả tuyệt vời đấy, thực ra thì không phải chỉ có hai bạn đấy gặp mà ngay cả mình cũng như rất nhiều các chuyên gia khác cũng đều đã được trải nghiệm và đánh giá được kết quả rất là tuyệt vời của Midu. Chính bởi thế nên có cái niềm tin gọi là mãnh liệt với Midu, với bác sĩ Hiên, với anh Xuân Hợp cùng với tập thể công ty Midu nữa, và lại cộng thêm một cái sàn thương mại điện tử Robby rất là chuyên nghiệp, nên là hoàn toàn yên tâm để mà tư vấn và gắn kết với Midu với tất cả các những người mà có nhu cầu. Thì với Midu thì như Nguyễn Hà cũng vừa mới nói với các bạn ấy, là đầu tiên là mình sẽ tìm hiểu những cái sản phẩm, vì là cũng là cái lĩnh vực của mình là làm trong lĩnh vực y tế, nên cái khả năng mà tiếp xúc với nhiều những cái sản phẩm trên thị trường hoặc là những cái cuộc hội thảo cũng như là những đánh giá của các chuyên gia, những tài liệu của nước ngoài cũng khá là nhiều. Thì khi mà gặp mà được Midu thì mình cũng khá là bất ngờ vì cái thành phần trong của Midu nó có hàm lượng K2 rất là cao, mà lại là MK7, gọi là loại K2 tốt nhất thế giới, mà hàm lượng vô cùng cao luôn. Mình cũng đã tìm hiểu và so sánh rất là nhiều các sản phẩm khác trên thị trường, kể cả các sản phẩm của nước ngoài nhé, thì cũng thấy rằng là đúng là mình vượt trội về cái sản phẩm, vượt trội so với các sản phẩm khác về cái hàm lượng của MK7. Sau đấy thì mình sẽ mình lúc đấy nhá, mình đã sử dụng Midu một thời gian rồi đấy, nhưng mà mới bắt đầu vào Zoom để học hỏi kinh nghiệm chia sẻ của bác sĩ Hiên và anh Xuân Hợp. Thực sự lúc đấy là phục lắm, phục vô cùng luôn, vì cái kiến thức của bác Hiên quá là rộng luôn, nên là mình cũng gác bớt lại công việc chuyên môn và tìm hiểu kỹ về về Midu. Thì cũng sau khi mà đã tìm hiểu kỹ về Midu thì mình đã đưa vào sử dụng cho chính bản thân mình, cho con cái cũng như là anh chị em bạn bè họ hàng. Thực ra mọi người cũng tin tưởng mình làm trong ngành đầu tiên, cái bước thành công mới của lớn lớn nhất trong mình của mình hồi đầu tiên ấy, đấy là cái mình làm trong lĩnh vực y tế, thì cũng có một cái tạo dựng được một cái niềm tin gọi là cái profile đi, profile khá là vững vàng đối với mọi người. Thực ra đấy cũng là một cái bước đầu tiên, bước bước chân đầu tiên mà nó sẽ có thể là sẽ bớt khó khăn hơn mọi người. Nhưng mà vì sao mình bước tiến được đến như ngày hôm nay là bởi vì là thực sự chất lượng của Midu quá là tuyệt vời. Hầu hết các khách hàng của mình là khách hàng cũ tái sử dụng rất nhiều, và cái sự thành công của mình nữa là cũng cũng có những cái nhà, chính họ họ không vào Dropy đâu, nhưng chính họ là những người đi lan tỏa giúp mình. Chỉ cần một người trong gia đình họ sử dụng tốt, họ sẽ giới thiệu cho anh em bạn bè người thân, cứ tìm bác sĩ Hà đi, sẽ yên tâm, sẽ có kết quả tốt, sẽ đảm bảo kết quả. Và không những chỉ có bác sĩ Hà tư vấn và theo dõi sự phát triển của bạn, của con bạn, mà có cả những chuyên gia cấp cao hơn nữa, thậm chí có cả hẳn một cộng đồng chuyên gia, giống như là cộng đồng mình đang đang học hỏi lẫn nhau đấy, thì nghe họ, tức là những người mà ngoài ngành hoặc là chưa thực sự tìm hiểu ấy, thì họ nghe thì thấy là họ cảm thấy ôm thật là nó như kiểu một cái tổ chức gì đấy rất là đáng tin cậy ấy. Thực sự là rất là tuyệt vời là như thế. Còn thì về cái sản phẩm Vinu thì mình cũng đánh giá tốt như vậy, thì
Khi mà chúng ta đều là chuyên gia rồi thì đã hiểu rõ những cái vấn đề này qua các buổi học Zoom rồi. Thì bây giờ khi mà có mình đã là chuyên gia thì mình sẽ phải hiểu sâu hơn về cái sản phẩm của mình, đó là cái sản phẩm chuyển hóa canxi. Và khi mà những cái khi mà cái hiểu sâu hiểu rộng thì thực ra trong quá trình ấy có trong quá trình mình thực hiện ấy, không phải ca nào cũng dễ làm, không phải ca nào mà nó cũng mang đến cái sự thành công cho mình. Lại dùng là ca bởi vì quen mồm trong bệnh viện mất rồi. Không phải khách hàng nào cũng đạt được những cái hiệu quả như là mong muốn của các cha mẹ, hay là những đau xương khớp thì cũng không không đạt hiệu quả quá đến cái mức mà như lúc đầu họ 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 mong muốn, hoặc là mình tư vấn. Thì chính bởi lúc đấy thì mình đã phải tìm tìm đến bác sĩ Hiên. Hầu hết là tìm bác sĩ Hiên vì anh Hợp thì sẽ tư vấn cho mình cái cách cách để làm sao để bán hàng, cách làm sao để tư vấn cho người ta có sức hút. Nhưng bác sĩ Hiên thì mang lại cho mình những kiến thức thật là tuyệt vời, đặc biệt là cái sự chia sẻ của bác sĩ Hiên rất là gần gũi, rất là tạo cho mình được cái niềm tin mãnh liệt còn hơn nữa cả về Midu. Sau đấy thì mình sẽ chia sẻ lại những kiến thức đấy, và bác sĩ Hiên thì rất là sẵn lòng. Các chuyên gia ở đây hãy yên tâm, vì không chỉ có các bạn của công ty Midu đâu, mà có bác sĩ Hiên là người nói chung là đi đầu trong ngành dinh dưỡng phát triển chiều cao của Việt Nam. Thì kiến lượng kiến thức của chị thực sự là quá là tuyệt vời, và mình phải học hỏi rất là nhiều. Những ca nào khó mình cũng gọi điện cho chị để mà học hỏi thêm kiến thức và đưa ra những cái phác đồ chính xác nhất cho những khách hàng để đạt được những cái kết quả tốt hơn. Và chính bởi thế nên là cái khi mà có kết quả những ca khó, giống như nãy có chị vừa trước vừa chia sẻ là một bạn lớp 6 ở lớp 1 nhưng mà bé thấp còi nọ kia, những bạn đấy khó như thế, những ca như thế mình mà làm giúp cho họ được thì thực sự là đấy chính là những người đi lan tỏa cho mình rất là nhiều luôn. Cái mọi người có nhìn thấy cái ảnh nền đằng sau của mình không ạ? Đấy là một vài cái đơn hàng của mình trong trong tháng vừa qua. Thì thực ra là hôm nay là bà và con gái mình ngồi xếp hộ mình, vì thực ra nó nhiều quá còn không xuất hết. Chụp lên cũng không phải mục đích để khoe mọi người đâu, chỉ là để mình đưa lên để tăng tương tác với mọi người thôi, chứ không cũng không có cái mục đích là quảng cáo hay cái gì gì là quá mức cả. Thực sự thì với Midu ấy, mọi người phải hiểu rõ hiểu sâu về cái kiến thức của Midu thì mình mới chia sẻ được. Và mình cũng có một cái băn khoăn như thế này mà chắc là cũng sẽ nhiều người sẽ gặp đấy, gần như bạn nào cũng sẽ, chuyên gia nào đi tư vấn cũng sẽ gặp, đấy là bởi vì sao lại cái sản phẩm này nó khá là đắt cho nên trên thị trường. Thì còn rất là nhiều vấn đề khác nữa thì mình có thể giải quyết được, những cái vấn đề giá thành nó là mang lại cái yếu tố quyết định lâu dài cho mình. Thì có một cái chìa khóa mà chắc chắn là mọi người cũng nên nên áp dụng, thì thực thực ra cũng có thể áp dụng thôi. Với mình thì mình sẽ tư vấn kỹ cho họ về cái hàm lượng của MK7. Đấy chính là cái gọi là yếu tố kim cương trong cái sự phát triển tăng chiều cao. Mà vì sao của mình đắt hơn các sản phẩm khác, mình cũng so sánh luôn cho họ với một vài cái sản phẩm của nước ngoài. Chỉ với cái hàm lượng MK7 nó chỉ thấp, nó chỉ bằng nửa của mình thôi, nhưng mà giá trị của nó còn cao hơn mình nhiều. Mình là người Việt, mình dùng với giá như thế này là cao so với người Việt, nhưng mà nó lại rất hợp lý với cái hàm lượng K2 ở trong cái sản phẩm. Thì mình phải đánh thật kỹ vào cái USP của sản phẩm như thế thì họ mới có thể tin tưởng vào lâu dài, họ sử dụng lâu dài cho mình được, vì đã gắn bó với Midu là sẽ phải gắn bó quãng thời gian rất là dài. Ngoài ra thì một cái yếu tố để mà giúp mình thành công hơn nữa là có lẽ là mình chăm sóc luôn sức khỏe cho cho họ luôn, không những chỉ có làm cho con họ tăng trưởng chiều cao mà các khách hàng thân thiết đến mức mà còn chị ơi em bị này, chị ơi bố em bị kia, mẹ em bị thế kia. Thì thực ra đấy cũng là nó cũng có những lúc nó cũng không phải chuyên ngành của mình lại phải đi tìm hiểu thêm những cái kiến thức như thế để mà tạo dựng được thêm những cái niềm tin cho các khách hàng, như vậy thì nó mới đi lâu đi dài được. Còn có một cái việc nữa là
cái kiến thức mà về về cái sự phát triển chiều cao và nó có nhiều kiến thức chuyên sâu hơn nữa, thì cũng mong rằng là các chuyên gia tích cực học hỏi luôn, đặc biệt là những cái buổi chia sẻ kiến thức của bác sĩ Yên hoặc là những cái buổi mà buổi live stream mình cũng thấy cũng rất là ý nghĩa luôn đấy, vì nó những ca khó mà các bạn đưa lên đây hỏi sau đấy bác sĩ Yên giải đáp, đấy chính là cái thực chiến mà chúng ta gặp phải, để mình sẽ có từ những đấy kinh nghiệm mình sẽ rút ra rất là giá là tốt. Còn khi mà những cái khách hàng lâu dài và thường xuyên của mình thì cũng chẳng ngại ngần và khó khăn gì nếu như các bạn chia sẻ cho họ về cái cách kinh doanh của Ropi. Chính bởi thế thì mình không những mình xây dựng được đội nhóm tốt hơn và cũng làm cho cái sản phẩm Minu được chia sẻ lên thành cấp số nhân, thì cũng cũng rất là bất ngờ vì anh em giám đốc Nga có nói rằng là cái doanh số của mình khá là cao, mình cũng không nghĩ đến là như vậy, và cũng mong rằng là cũng sẽ đồng hành tiếp tục với Midu trong suốt cái quãng thời gian tiếp theo khi mà cái sàn Dropy nó vẫn còn hoạt động tốt đến như thế này. Hy vọng sẽ lan tỏa Midu đến thật nhiều hơn nữa đến tất cả những ít nhất là những cái khách hàng trong cái tệp khách hàng của mình, trong những cái mối quan hệ của mình, thậm chí là họ còn giới thiệu cho mình cũng khá là nhiều khách. Và các bạn đừng quên rằng là cái đối tượng của chúng ta không chỉ có trẻ em đâu, mà cái đối tượng người lớn trưởng thành và người già đấy cũng là một cái môi trường mà mình kinh doanh rất là tốt đấy, vì sau khi mà mình điều trị cho cô ruột của mình là đau nhức mỏi khớp gối không đứng dậy được, chỉ sau 3 tháng dùng Vidu, đầu tiên là dùng nước, sau đấy thì dùng viên, mà cô đứng dậy, cô đi lại tốt và đi lan tỏa khắp làng luôn. Cũng rất là nhiều. Bây giờ thì cái khách hàng mà thường xuyên mà liên tục ấy, cứ hết lại đặt mà các bà các cô dùng video viên của mình cũng khá là nhiều luôn đấy. Mà thực ra những người tượng đến mình sẽ không phải tư vấn nhiều, mình cũng không phải cô ơi, cô có tích cực uống không, cô có nhớ không, vì là cái đấy là họ đau rồi, phải họ phải uống rồi, mà đỡ là họ sẽ duy trì. Đấy chính là những cái tiềm năng, những cái tệp khách hàng mà mang lại cái nó gọi là cái thu nhập lâu dài cho mình. Chính khi mà mình có thu nhập tốt hơn nữa thì mình sẽ có nhiều cái động lực hơn nữa để mình lan tỏa Midu đến cho tất cả mọi người hơn. Thực sự rất là cảm ơn công ty Midu, cảm ơn bác sĩ Hiên, cảm ơn anh Xuân Hợp và giám đốc Ngà. Giám đốc Ngà đồng hành cùng mình rất là nhiều, rất là thường xuyên và liên tục. Hai chị em cũng khá là thân thiết trong không những chỉ trong cái lĩnh vực kiến thức sản phẩm mà trong cả những cái lĩnh vực kinh doanh nữa, thì cũng mong là mọi người hãy hiểu sâu hiểu kỹ, và khi mà hiểu sâu hiểu kỹ hiểu đúng rồi thì hãng chia sẻ video đến mọi người, để khi mà người ta đặt ra những câu hỏi gì mình có thể dễ dàng mà xử lý ngay được, như vậy mới chốt được đơn. Chứ còn nếu như mà anh ơi để em xem lại là có nghĩa là họ không tin mình đâu, cứ đưa nói đi, bạn cứ khi chia sẻ bạn cứ nói chắc chắn vào, còn những cái chuyện sau đấy mình sẽ lựa mình nói sau, kể cả bạn có nói sai đi chăng nữa thì mình nghĩ là không sai đâu, nhưng có thể là chưa đúng hẳn, thì mình cũng có thể là mình xử lý sau. Nhưng việc đầu tiên mà khi mình đã thành một chuyên gia, mình tư vấn là chỉ có đúng thôi, mà đã tư vấn là phải chốt, chứ còn để họ bảo là để em xem lại kiến thức này, em hỏi người nọ người kia thì chắc là người ta sẽ không mua cho mình đâu. Đấy chính là cái kinh nghiệm xương máu của mình. Chỉ có một cái anh, nói chung là gia đình rất có điều kiện, định mua cho 3 đứa con, thì lúc đấy mình cũng không cũng cũng mới, thì là cũng bảo thế để em sẽ hỏi thêm cái cấp trên của em nha. Thôi ông ấy bảo luôn, ông bà này lơ mơ lắm, không ăn thua mới. Thế là anh ấy từ chối ngay sau lần gọi thứ hai của mình. Đấy chính là kinh nghiệm thực chiến mà mình phải rút ra cho bản thân, cũng như là muốn chia sẻ cùng các bạn. Mình nói cũng khá là dài rồi. Cảm ơn các bạn. Dạ vâng, cảm ơn những cái chia sẻ rất là giá trị của từ chị Hà. Em thì em rất là nhớ và ấn tượng với chị ạ. Hai chị em cũng khá là sát với nhau từ ngay từ những cái ngày đầu ạ. Vâng, và thực sự rằng là khi mà nhận được cái kết quả của chị vào top 10 năm 2023 thì thực sự rằng là em rất là vui ạ, vì đã được đồng hành cùng với chị, cũng như là cái giá trị mà chị mang lại cho cộng đồng nó là rất lớn bằng những cái con số đó. Vâng, một lần nữa thì xin chúc mừng chị ạ, và cảm ơn những cống hiến của chị cho cộng đồng ạ.
Dạ, cảm ơn chị ạ. Dạ. Anh chị nhà mình hãy thả bông thả tim để cảm ơn những cái chia sẻ rất là giá trị từ chị Hà nhé. Dạ vâng, còn một chuyên gia nhà mình nữa sẽ được vinh danh ạ. Nhưng trước khi giới thiệu về chuyên gia nhà mình thì anh chị cho em hỏi một chút ạ, là anh chị ở đây có nghĩ rằng là một kế toán thì có thể kinh doanh tốt được không ạ? Vâng, anh chị hãy trả lời giúp em câu hỏi đó được không ạ? Kế toán thì có thể kinh doanh tốt được không ạ? Dạ. Vâng ạ. Đúng rồi ạ, thực sự rằng là em Ngà thì cũng xuất thân từ một kế toán 15 năm ạ, và bây giờ thì cũng chuyển sang làm kinh doanh ạ. Và có một chị đại lý thì hiện tại thì chị cũng đang là kế toán tại một trường trung học phổ thông ở Hải Phòng ạ. Và chị mới vào đó P từ tháng 4 năm 2023 thôi, và bắt đầu kinh doanh. Khi mà chị vào đó P thì chị đã bắt đầu kinh doanh lai hàng Midu luôn ạ. Và trong cái quá trình làm chuyên gia thì chị nhận được rất nhiều những cái kết quả tốt từ phụ huynh, cũng như là phụ huynh gửi lại rất nhiều những cái feedback tốt về sản phẩm Midu ạ. Và doanh số của chị từ tháng 3 năm 2024 đến nay thì đạt được 113 triệu ạ. Anh chị thấy rằng là cái con số đó có tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không anh chị? Vâng, và ngày hôm nay thì Midu ghi nhận những cái cống hiến của chị ạ, và vinh danh chị với một cái mục, đó là chuyên gia tạo ra được nhiều kết quả vượt trội nhất ạ. Vâng, và không ai khác đó là chị Bùi Thị Ngọc ạ. Năm nay chị 48 tuổi ạ. Anh chị nhà mình hãy thả bông thả tim để chúc mừng chị Bùi Ngọc được không ạ? Vâng, và ngay bây giờ thì anh chị nhà mình có muốn lắng nghe những chia sẻ của chị Bùi Ngọc là làm thế nào mà chị lại có thể có những cái kết quả tốt như vậy, để anh em nhà mình có thể học hỏi những cái kinh nghiệm từ chị không ạ? Vâng, nếu mà anh chị nhà mình hãy sẵn sàng rồi thì hãy thả bông thả tim để chào mừng chị Bùi Ngọc được không ạ? Dạ, em chào chị Bùi Ngọc ạ. Vâng, xin chào các chuyên gia, chào giám đốc Dạ. Ngà, chào em chị Thanh Huyền. Mình là Ngọc, cái nghề của mình là kế toán. Thì thực ra thì như như giám đốc Ngà có nói là kế toán thì có kinh doanh được không, vì thực ra thì mình làm developer là lần đầu tiên mình kinh doanh, mà mình kinh doanh thì trong cái tình cái tâm thế là bị ép buộc trong nháy nháy thôi. Nhưng mà khi mình làm đến đến kinh doanh trong developer thì mình thấy rất là mê, và mình thấy là ô mình cũng làm được, chứ bản tính của mình thì vì cái nghề kế toán của mình thì nó lại đặc biệt là nó rất là kín tiếng, nó không có gọi là quan hệ xã giao các thứ được. Thế cho nên là mình nhưng khi mình làm đây thì mình thấy con người mình nó khác. Thế và cũng khi mình bắt đầu làm dropy thì tháng 4 năm 2023, và thì cái line hàng đầu tiên mà mình làm đó là Midu. Khi mà mình tham gia vào Midu rồi mình trải nghiệm thì mình thấy yêu Midu vô cùng, và mình say sưa với Midu lắm. Say sưa với Midu lắm. Lên tận trung tâm phát triển chiều cao gặp bác sĩ Hiên. Ở trên Hà Nội nhá. Hà Nội ở Hải Phòng lên Hà Nội gặp bác sĩ Hiên, thì cũng cũng vì cái lý do mà say sưa với Midu, thì vì là cái sản phẩm nó quá tốt, và cũng vì cái lý do là cái cô con gái của mình. Bây giờ thực ra thì mình cũng thấy, khi mà mình có kiến thức rồi thì mình mới thấy là thực sự mà để cái chiều cao của con nó như thế thì mình cũng cảm thấy rất là thương con, mà rất là cảm thấy bản thân mình có lỗi. Vì là mẹ không có kiến thức để cho con bị như thế. Thế cho nên bây giờ lúc nào trên Facebook mình cũng nói là rút kinh nghiệm từ cái bản thân mình, là gọi là mình gọi là cái kinh nghiệm đau đớn của bản thân mình, để cho mọi người thay đổi cái nhận thức về phát triển chiều cao cho con. Đấy, cái việc thay đổi nhận thức của cha mẹ nó quyết định rất là nhiều. Mà ngay như bản thân mình, vì là không có nhận thức, không có kiến thức, cho nên đến con gái 17 tuổi rồi, thế nhưng mà cũng rất là may mắn vì 3 tháng hè vừa rồi thì con cũng lên được 1,5 cm. Khi mấy tuần đầu ấy con lên được 0,7 cm thì mừng sung sướng vô cùng, cứ như là kiểu lên 7 cm ấy.
con lên có 0,7 cm thôi, nhưng mà lên như là con lên được 7 cm ấy, vì là khi mình học mình có kiến thức thì mình thấy rằng là cái lứa tuổi của con gái thì học năm nay lớp 12 rồi, mà dậy thì từ học từ từ cuối năm lớp 7 cơ. Thế thì mình, trong cái kiến thức mình học thì khả năng để mà con tăng chiều cao là rất là hiếm. Thế nhưng mà mình cũng rất là quyết tâm và mẹ quyết tâm và nói chuyện với con để con quyết tâm. Con cũng quyết tâm, vì thực ra khi mà bạn ấy bây giờ bạn nó mới có cái nhận thức rằng là cái chiều cao nó quan trọng như thế nào. Thế đâm ra bạn ấy rất là hợp tác với mẹ. Hai mẹ con đồng hành nhau. Con thì rất là phải nỗ lực tập luyện rồi uống rồi ăn rồi ngủ. Cái bây giờ mà bắt các bạn đi ngủ sớm ấy thì là một điều rất là khó. Vì là các bạn lớp 11, 12 đó các bạn ấy thức khuya lắm. Thế nhưng mà trong 3 tháng hè thì con gái thường xuyên phải đi ngủ sớm, vì sáng mình gọi dậy sớm, trưa không cho ngủ. Tối 10 giờ bắt lên giường thì lúc đấy 11 giờ bạn sẽ ngủ được. Chứ nếu như mà các mẹ cứ để cho các con ngủ sáng thoải mái xong trưa lại ngủ thoải mái thì chắc là đến 10 giờ các con nó không ngủ đâu, nó có lên giường mình có bắt thế bắt nữa nó cũng không ngủ đâu. Đấy, thế cho nên là đấy là cái kinh nghiệm của mình. Thứ nhất là có thể là cái kinh nghiệm buổi trưa không cho con ngủ thì nhiều người anh bảo như thế không đúng đâu, nhưng mình nghĩ là để cái phát triển chiều cao cho con thì trong một vài tháng, trong một thời gian thì cái việc đấy nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, mà vì là cái thời gian phát triển chiều cao thì nó chỉ có hạn chế thôi, giới hạn thôi. Thế bởi vậy mà trong suốt 3 tháng hè là mình không có cho con ngủ trưa nhá. Cô con gái đó thì cứ sáng dậy xong rồi ăn uống xong rồi tập nhảy dây nhiều lần lắm, nhiều lần trong ngày cứ nhảy nhảy liên tục. Rồi ăn uống rồi đến tối thì ăn cơm sớm rồi đi ngủ sớm, trưa không ngủ trưa. Thế còn cái Mido này nó có con gái thì theo bác sĩ Hiên tư vấn là phải uống cái Mido liều cao và arginine, mà phải đảm bảo tiêu chuẩn là đúng đủ đều. Thế bởi vậy mà sáng ra cứ trên giường xuống đất là mẹ xuống là nhặt ra 6 ống Mido và 2 ống arginine để lên mặt bàn ăn đó. Cái Mido mình mua về mình cắt rời từng ống ra chứ không có để cả hộp đâu. Nhiều người cứ bảo là em để cả hộp nhưng mà con em nó không nhớ. Không, mình không để cả hộp, mình để tiêu chuẩn ngày nào mình để ngày đấy. Tối về mình kiểm tra con chưa uống thì con uống đi. Thế cho nên là đảm bảo đúng là cái tiêu chuẩn đúng đủ đều, không bao giờ mà quên được. Đấy, đấy là cái kinh nghiệm của mình. Còn nó con thì sắm dây rồi sắm bố cháu treo cả rổ ở góc sân rồi mua bóng rổ, có nghĩa là tận dụng tối đa. Thế và cũng rất là may là 3 tháng hè thì cô con gái 17 tuổi của tôi lên được 1,5 cm. Đấy là cái ca mà khó nhất mà mình đã giải quyết được. Thế thì khi mà cái ca đấy mình giải quyết được thì tất cả những trường hợp khác mình đều rất là tự tin. Con của đồng nghiệp mình thì các bạn nhỏ học lớp 4, lớp 5 thì các bạn cứ lên 2-3 cm trong một tháng là chuyện bình thường. Cháu mà thấp nhất cũng phải được 1 cm trong một tháng. Thế rồi những cháu rồi ngủ hết 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 nghiến răng, hết đáy dầm, rồi ngủ thì ngủ say hơn. Đấy, đấy là về các phát triển chiều cao. Thế còn về bản thân mình thì mình dùng Midu thì mình bị cái thoái hóa khớp sống, đau cái thắt lưng lắm, đau ghê lắm. Cứ ngồi làm việc kế toán, ngồi làm việc suốt ngày mà cứ đến 4 giờ là không muốn làm việc ở đâu. Ngồi không muốn ngồi, đứng muốn đứng, chỉ muốn nằm thôi. Thế nhưng mà sau một thời gian mình dùng Midu thì đến bây giờ mình không còn cái cảm giác bị đau lưng nữa. Còn cái đầu gối của mình nữa, có những giai đoạn mình phải đi hai chân một bậc, mới có 40 mấy tuổi thôi nhưng đi hai chân một bậc như bà già 80. Nhưng mà sau khi một đợt dùng Bidu thì đến bây giờ đầu gối của mình không hề có cảm giác đau, rất là nhanh nhẹn. Thế thì nói về Midu thì chắc là không cần phải nói nhiều nữa, mà nó rất là tuyệt vời. Nó thành phần của nó như thế nào thì mọi người có thể nói. Đấy là mình có thể chia sẻ hai cái mà thành quả mà bản thân mình dùng. Thế còn đâu các cháu để tăng trưởng chiều cao thì mình cũng phải thế, có khoảng vài chục cháu đã được thay đổi chiều cao nhờ cái Midu này. Thế và mình thì có nhiều khách lạ ở các tỉnh khác, những bạn lạ trên Facebook. Cũng thường xuyên, thỉnh thoảng đến tận bây giờ cũng vẫn thỉnh thoảng có những bạn cũng vẫn thường xuyên có nhắn tin là cô ơi con muốn tăng chiều cao rồi, chị ơi chị hỗ trợ em với, chị tư vấn giúp em với. Thế thì bất kể là ai mình cũng đều tư vấn rất là tận tâm, rất là nhiệt tình. Đấy thì cũng xuất phát từ cái bản thân mình rồi của đồng nghiệp của con bạn mình. Thế thì là mình thấy là có những nhiều trường hợp nó đặc biệt lắm. Có những trường hợp thì nói thật rất là cháu nó cũng bằng con gái mình. Cô ơi con muốn cao, con muốn tăng chiều cao. Thế nhưng mà khi nói về cái sản phẩm phải dùng như con gái mình thì 8 ống một ngày thì chi phí của nó cũng khá cao.
Thì con không có tiền cô ạ. À. Bố mẹ con chỉ làm nương làm rẫy thôi. Khi những gặp những trường hợp ấy thì mình buồn vô cùng luôn đấy. Buồn vô cùng. Hoặc là có những trường hợp là cô ơi, bây giờ năm nay con học đại học năm thứ nhất rồi. Con muốn cao thêm nữa thì như thế nào hả cô? Đấy đấy là những cái mà mình cũng rất là trăn trở. Thế cho nên là thường xuyên mình lên trên Facebook ấy, thường xuyên mình muốn gọi là thay đổi cái tâm lý của cái tư duy của các bố mẹ. Hoặc là có một cách là mình lên Facebook, mình vào hội nhóm, mình chỉ lên một câu là hãy kiểm tra thành phần viên canxi của bạn đang uống. Đó là một khuyên, lời khuyên rất chân thành. Bởi vì sao? Bởi vì là đa số các sản phẩm canxi mà nhập từ nước ngoài, gọi là sản phẩm xách tay đấy, từ Úc, từ Nhật đấy, thì đều hầu như không có, hoặc là có rất rất ít cái Merau Q7, cái vitamin K2 đấy. Thế cho nên là mình chỉ cần một câu như thế rồi banner làm như vậy thì rất rất là nhiều những người nhắn tin rồi gửi chị ơi chị kiểm tra thành phần cái này giúp em, chị ơi thế nọ kia. Thì khi mà mình tư vấn thì mình cũng nói là cái này của em có đấy, cái kia có đấy, hoặc là có những sản phẩm không hề có tí nào thì mình cũng nói là thôi đừng bỏ đi nó hơi phí, em có thể mua thêm K2 uống. Mình tư vấn bằng một cái rất là chân tình và là của một cái người mà mình đặt mình vào là người tiêu dùng, chứ không phải là người bán hàng, bằng cả cái tâm của mình. Thế thì các bạn ấy đầu đó thôi. Thế thì sản phẩm của chị tốt thì chị lấy cho con em đi. Đấy, thế thì đấy là cách mà mình làm. Thế còn đâu khi mà mình vào mấy mấy vào đốt gì thì cũng như mình nói là mình làm mình đu luôn. Thì ban đầu thì kinh doanh thì cũng chỉ cũng ngại lắm vì mình cũng không có hay lên Facebook chia sẻ, cũng không hay hiểu gặp gỡ mọi người gì nói đâu. Ban đầu thì cũng chỉ có một vài bạn thân thiết thì đặt hàng mua mua thì như là Dropy nó nói là kinh doanh không vốn không giao hàng. Thế nhưng mà mình thì ban đầu kinh doanh Midu là mình có giao hàng, mình cứ làm cái hộp cái túi Midu mình tung tăng mình đi ở sân trường mình giao với các cô, thế là tự nhiên cái người nọ hỏi người kia hỏi, thế là đấy là một cái cách lan tỏa. Thế hoặc là có những khách lạ thì mình khách đặt hàng thì mình không giao về trường đâu, về cơ quan đâu, à về nhà đâu, bao giờ mình cũng nói là em cho địa chỉ cơ quan nên chị giao đến cơ quan, chị đặt hàng đến cơ quan. Đấy cũng là một cách để lan tỏa, có thể người ta sẽ nhận hàng ở cơ quan người ta thì sẽ có người nọ người kia hỏi, thế và mình cũng lan tỏa được rất nhiều sản phẩm từ những cái đấy. Đó đấy là cái mà cách lan tỏa Midu của mình. Thế thì thực ra thì mình thấy là như mọi người, mình cũng trao đổi mới nói với mọi người đây là mọi người cứ yên tâm kinh doanh cái sản phẩm Midu đi, nó vô cùng là tuyệt vời, nó tốt cho sức khỏe của tăng trưởng chiều cao cho các bạn, mà tốt cho sức khỏe xương khớp của bản thân mình rồi của người già, tất cả mọi lứa tuổi mọi thành phần đều cần đến Midu, đều cần. Cho nên là mọi người cứ yên tâm, cứ lan tỏa và lan tỏa bằng cái tâm huyết của mình. Nhưng mà vấn đề là mình cũng phải học, mình phải học để mình thực sự là thấu hiểu về sản phẩm. Và mình như Ngọc thì ban đầu thì Ngọc cũng học học nhiều lắm và học Ngọc thường xuyên gọi điện tư vấn nhờ bác sĩ Hiên tư vấn, nhất là cái trường hợp cô con gái mình. Thế và khi mà mình thấy là mình đã giúp được cái ca khó nhất là cô con gái mình rồi thì tất cả các ca khác là mình sẽ làm hết. Thế cho nên là mọi người cứ yên tâm là Midu thực sự hiệu quả đấy. Cứ yên tâm vào kinh doanh. Đấy thì cũng đấy là cái chia sẻ của một chút của mình về Midu. Cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn giám đốc nhà. Vâng, em cảm ơn chị Ngọc đã chia sẻ. Các anh chị thấy rằng là những cái việc làm của chị Ngọc ấy nó rất là đời thường thôi, có thể chỉ là xách những cái túi Midu đi gội đầu thôi đúng không ạ, hoặc đi chợ thôi ạ, là chị Ngọc đã thêm nhiều khách rồi. Vâng, và một lần nữa thì cảm ơn chị cũng như là vinh danh chị ạ, những vì những cái cống hiến của chị cho cộng đồng chuyên gia cũng như là cho cộng đồng các trẻ em ạ, để giúp các trẻ em của Việt Nam có thể cao lên ạ. Vâng, và có những người lớn thì có thể chắc khỏe xương ạ. Vâng, cảm ơn chị ạ. Cũng ở đây cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tập thể lãnh đạo công ty, đến CEO Nguyễn Xuân Hiệp, đến giám đốc Ngà, và đặc biệt là có một lời cảm ơn rất là sâu sắc đến bác sĩ Hiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, cảm ơn Midu Dạ. rất là nhiều. Dạ, Chúc vâng. chúc cho Midu là ngày càng phát triển và chúc cho các chuyên gia là cũng ngày càng thành công hơn nữa với Midu và với Dropy. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị ạ. Dạ.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giám đốc Ngà, và một lần nữa thì em xin chúc mừng chị Thái Hà và chị Bùi Ngọc đã là hai chuyên gia cực kỳ xuất sắc trong chương trình ngày hôm nay và được vinh danh ạ. Và chắc chắn là trong tương lai thì sẽ có rất là nhiều những anh chị chuyên gia xuất sắc hơn nữa đúng không ạ? Và trong chương trình cộng đồng chuyên gia tuần sau thì ai là người mong muốn mình sẽ là người được lên đây chia sẻ cùng giám đốc Ngà, cùng CEO Nguyễn Xuân Hợp ạ? Giơ tay được không ạ? Ai là người mong muốn là chúng ta sẽ được lên đây vinh danh ạ? Có ai không các anh chị? Ai tự tin bản thân mình sẽ là người được vinh danh trong chương trình tiếp theo ạ? Vâng ạ, một mình có mỗi chị Con gái ơi, có chị Lưu Thu Huế gì đó thì em sẽ cho chị vào. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, em mới thấy là có chị Trưng Tuyết với cả chị Hương Mai là mong được vinh danh thôi ạ. Các anh chị khác không mong muốn được vinh danh ạ các anh chị? Chúng ta hãy cùng đồng tâm hiệp lực để mà tạo ra thật là nhiều giá trị nhất cùng với Midu anh chị nhé. Và một lần nữa thì em xin cảm ơn giám đốc Ngà và chúc mừng chị Thái Hà và chị Bùi Ngọc. Chúng ta hãy cùng thả bông thả tim để mà chúc mừng cho hai chị ạ. Vâng, và tiếp theo đây đến một cái phần mà chắc chắn cũng là một phần cực kỳ quan trọng và được mong chờ trong chương trình ngày hôm nay. Đúng không ạ? Thưa các anh chị, thì Midu là môi trường đào tạo, và trong những buổi học khai mở hay là tốt nghiệp của thầy Nguyễn Xuân Hợp thì Midu cũng luôn chia sẻ một trong những nguyên tắc của chuyên gia, đó chính là học tập trọn đời. Và chính bởi vì có học tập thì chúng ta mới ngày càng tinh tấn hơn trên cái con đường phát triển chiều cao của mình cũng như là trong tất cả các công việc khác đúng không ạ? Vâng, và với tinh thần đó, môi trường đó thì các anh chị trong cộng đồng chuyên gia phát triển chiều cao chắc hẳn là đã quen đọc với sự quen và đón chờ cái phần đào tạo của Midu trong cái chương trình cộng đồng chuyên gia ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng ta xin mời đến đây một người vô cùng đặc biệt sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị về hôm nay với một cái chủ đề rất là hay về một sản phẩm của Midu, mặc dù nó không phải là quá mới nhưng mà nó cũng là một một trong những sản phẩm vừa mới lên kệ thời gian vừa rồi, chính là sản phẩm Mena Q7K2DHA. Và chúng ta hãy cùng dành những trái tim nồng ấm nhất để chào đón sự xuất hiện của bác sĩ Phạm Thị Thanh Hiên ạ. Vâng Vâng ạ, ạ, chào bác sĩ à. Hiên. Bác sĩ Hiên xin cảm ơn MC Thanh Huyền, cảm ơn Giám đốc Nguyễn Ngà và cảm ơn chị Thái Hà cũng như là em Ngọc, tất cả những anh chị em đã yêu quý mến Midu. Và thực sự với các anh chị em rằng là các chuyên gia tăng chiều cao, Midu thực sự là các bạn xứng đáng để được yêu quý ạ. Vâng ạ, hôm nay thì bác sĩ Hiên cũng sẽ không để mất thời gian của các anh chị em nữa. Thì bác sĩ Hiên hôm nay sẽ chia sẻ cái vì sao chúng ta dùng sử dụng sản phẩm hoặc là cái hướng dẫn sử dụng đấy ạ. Sử dụng sản phẩm Midu Menda Q7 K2DHA. Vâng ạ. Vâng, thì nếu như trên hộp thuốc thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là hình ảnh của bà bầu, tức là sẽ có thể là trước, trong, sau khi sinh. Đây là hình ảnh của bà bầu. Thì Midu Mena Q7 K2DHA đầu tiên phải đấy chính là chân ái cho mẹ bầu, cho những người chuẩn bị trước khi có mang thai, cho trong suốt thời kỳ mang thai và sau khi sinh cho con bú. Nhưng Midu Mena Q7 K2DHA còn có những cái đặc điểm, những cái thành phần để sẽ giúp cho những cái đối tượng khác. Ví dụ như tất cả những trường hợp thiếu máu, thiếu sắt này. Ví dụ như vậy này. Thứ hai nữa là những cái trường hợp như là DHA. Cả nhà có công nhận với bác sĩ Hiên rằng là DHA là luôn luôn cần suốt trong cái quá trình. Nếu như với các bạn nhỏ thì có thể là với trong bà bầu ấy, trong mang thời kỳ mang thai là chất xám tạo lên não bộ. Có thể nói là như vậy. Và trong cái quá trình mà học tập suốt của chúng ta thì đều liên quan đến quá trình vận chuyển thông tin và tốc độ xử lý các thông tin chúng ta tiếp nhận được. Và DHA còn có thêm một cái thành phần, một cái chức năng nhiệm vụ nữa là dành cho những cái đối tượng mà gọi là bố mẹ chúng ta mà bị Alzheimer, bị suy não hoặc là mất trí nhớ, hoặc là vì kể cả có những cái bệnh như hoặc là có những cái tổn thương não do những cái ngoại cảnh khác tác động. Thì đây là Mena Q7 K2DHA.
Nếu như chúng ta nhìn ở bên ngoài thì đầu tiên đó chính là dòng cho phụ nữ, chân ái cho phụ nữ chuẩn bị mang thai trong suốt thời kỳ mang thai cho con bú ạ. Nhưng còn bên cạnh, còn ngoài ra thì còn có những cái chỉ định mà sẽ xuyên suốt trong suốt cả cuộc đời của chúng ta. Vậy thì bây giờ là bác sĩ Hiên xin phép đi từng những cái ưu điểm của sản phẩm. Sản phẩm Midu Mena Q7 lúc nào cũng có cái chữ Mena Q7. Nhưng mỗi một sản phẩm sẽ có định vị cho một nhóm đối tượng khách hàng khác nhau. Ví dụ như là dòng sản phẩm này thì cái hàm lượng vitamin K2 chỉ có 45 mg thôi ạ. Có uống được ạ. Là lát nữa sẽ bác sĩ Hiên sẽ chia sẻ là tại sao lại có uống được. Và thứ hai nữa là vitamin D3 chỉ có 400 đơn vị. Đây là dòng sản phẩm có vitamin K2 và vitamin D3, không có canxi. Cả nhà nhớ nhé, đây là sản phẩm mà giúp cho là tăng trưởng về chiều cao, có thể là tăng trưởng về chiều cao cho con, có vitamin D3, có vitamin K2 nhưng không có canxi. Và cái hàm lượng vitamin K2 này cũng chỉ có 445 mg, là mức thấp nhất trong tất cả các dòng sản phẩm của Midu. Và thêm nữa là cái vitamin D3 là chỉ có 400 đơn vị. Vậy thì trong 5 thành phần của dòng sản phẩm này sẽ có 3 cái dòng sản phẩm sẽ được làm trọng. 3 dòng sản phẩm sẽ được làm trọng. Chúng ta đầu tiên chúng ta phải kể đến đấy chính là Lai DHA. Lai DHA chiết xuất từ tảo biển với hàm lượng là 300 mg. Nếu anh chị em chúng ta là chuyên gia, chúng ta sẽ search trên internet với cái hàm lượng 300 này thì nó tuyệt vời như thế nào. Vâng, DHA bản chất là axit béo omega 3 không bão hòa và tìm thấy rất nhiều trong khắp các cơ thể. Và nó là thành phần cấu trúc chính trong não bộ và võng mạc, chiếm đến 97% chất béo đó là ở trong não. Nếu như giai đoạn mà các con ở trong giai đoạn mang thai ấy, thì bác sĩ Hiên nói rằng là DHA là nền tảng tạo nên chất xám của con. Và con có thông minh hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái hàm lượng chất xám có trong với tỷ lệ chất xám và chất trắng trong não bộ của con. Và 25% cấu trúc não bộ của con người của chúng ta được hình thành trong 3 tháng cuối của thời kỳ thai kỳ. Tức là nếu như chúng ta muốn con của chúng ta thông minh một cách vượt trội thì đó chính là bổ sung DHA. Và cái hàm lượng khuyến cáo trung bình chung đấy là khoảng 200 đơn vị thì nhà 200 mg, nhà Midu khuyến cáo là 2 viên tương đương với lại 600 mg. Bác sĩ Hiên mong muốn rằng là con của chúng ta sẽ thông minh, tăng 7 điểm chỉ số thông minh ạ. Vâng, và tương tự như vậy thì là 93% chất béo trong võng mạc. Cả nhà có thấy rằng não bộ và võng mạc là nơi mà tiếp nhận các thông tin. Chúng ta muốn xử lý thông tin được tốt hay không, đấy chính là não bộ. Vậy thì có phải mắt nhìn xong xử lý để truyền tải các cơ quan, các hành động của tất cả chúng ta thì có thể nói rằng là quan trọng như thế nào? DHA quan trọng như vậy đấy ạ. Và cũng là một thành phần quan cho chị Hiên xin xin của phần trên phần trước ạ, em Huyền yêu quý. Vâng. Và cũng là một thành phần quan trọng của trái tim. Và người rất là nhiều các cái nghiên cứu xác nhận rằng lai DHA cần thiết cho mọi giai đoạn của cuộc đời. DHA là đã quý giá rồi ạ. À. Nhưng DHA vi tảo quý giá hơn và lai DHA thì lại còn quý giá hơn nữa bởi vì được chứng minh các nghiên cứu lâm sàng và người ta nói rằng là lai DHA có một cái được cái có nghĩa là được một cái định danh ấy, đó chính là khai sáng trí tuệ. Vậy thì cái khai sáng trí tuệ đó ở đâu? Đầu tiên đấy là những giai đoạn 5 tháng đầu đời của các con. Nếu như giai đoạn 5 tháng đầu đời trong thời kỳ mang thai, đặc biệt là 3 tháng cuối, 25% cấu trúc não bộ của con của chúng ta được hình thành trong 3 tháng cuối của thời kỳ thai kỳ. Thứ hai nữa là với trẻ sơ sinh, các anh chị em có tin rằng trong 3 tháng đầu đời của con, tức là con sinh ra đấy, trong 3 tháng từ sơ sinh cho đến 3 tháng đấy, thì mỗi ngày con có thể chiếm đến 1% cái tốc độ phát triển cấu tạo của não bộ. Và trong những tháng sau con chỉ chiếm có 0,7% tốc độ tăng trưởng cấu trúc của não bộ mà thôi. Vậy thì rõ ràng là 50% cấu trúc não bộ con của chúng ta được hình thành trong 6 tháng đầu đời. Và sau từ 6 tháng đầu đời tổng là 75%, sau tất cả những giai đoạn sau cho đến khi con tròn 6 tuổi, con mới chỉ tiếp tục đến 25% cấu trúc não của người lớn. Vậy thì nếu như chúng ta mong muốn rằng con của chúng ta thật là thông minh,
mà bác sĩ Hiên mong muốn rằng sẽ làm sao đó để cho các con của chúng ta có thể tăng điểm 7 điểm chỉ số thông minh, để có thể mà thay đổi 7 điểm chỉ số thông minh đấy là một sự thay đổi vượt trội về trí tuệ, sẽ nếu như sau này các con của chúng ta lớn khôn và trưởng thành thì sẽ đem lại rất nhiều sự giá trị của cả thịnh vượng cho cộng đồng của các con của chúng ta nói chung. Đấy là gọi là giai đoạn, đó là giai đoạn móng. Qua những khi các con lớn khôn lên rồi thì những em bé đều cần những DHA, và người lớn và người già thì càng cần đến cái việc xử lý DHA, cần DHA vì liên quan đến tốc độ xử lý thông tin và sửa chữa tế bào não ạ. Vâng ạ. DHA thì đây là những cái gọi là tham gia vào cấu trúc não và thần kinh và thị giác như sau. Nếu như DHA chiếm khoảng 25% cấu trúc của não bộ, tổng toàn bộ khối lượng các chất béo trong não bộ của chúng ta, nếu như trong khi não bộ của chúng ta mà không đủ cung cấp cái lượng DHA một cách nhanh chóng thì sẽ EFA sẽ tiếp cận. Vậy như thế thì cái cơ hội con của chúng ta thông minh sau này sẽ không còn nữa. Vậy thì nếu như trong trường hợp là các nhà khoa học đã nghiên cứu thấy rằng là phân tích cấu trúc não bộ thì thấy rằng là DHA là chiếm tỷ trọng chính trong màng tế bào thần kinh, nên ở một những cái giai đoạn đầu đời có thể nói rằng DHA là nguyên liệu tạo ra lão người. Vâng, và con của chúng ta thông minh hay không phụ thuộc vào cái gọi là cái mật độ chất xám ở trong não bộ, vì trong não bộ của chúng ta có chất xám và chất trắng. Nếu như cái khối lượng chất xám mà càng nhiều thì chứng tỏ cái việc con của chúng ta thông minh hơn rất lớn, rất nhanh. Vậy thì DHA là chiếm rất cao trong chất xám. Vâng. Nên và chất xám, chỉ có chất xám thì mới tạo ra sự thông minh thôi ạ. DHA còn có một cái quan trọng hơn nữa cả, đấy chính là vận chuyển glucosa. Và trong tế bào của chúng ta thì đều cần đến đường, và nếu như là hoạt động chính của các tế bào não. Vậy thì nếu như chúng ta thiếu DHA thì rõ ràng là cái gọi là cái thức ăn cho não bộ, đường gluco còn gọi là, bác sĩ Hiên vẫn hay chia sẻ, đó chính là thức ăn của não bộ. Vâng, sau này quá trình lớn rồi, con của chúng ta sẽ không còn có thể phát triển cấu trúc não bộ nữa, thì cái nếp nhăn này này, nó mới tạo ra được cái sự phát triển thần kinh, và cái nếp gấp càng nhiều, con của chúng ta càng thông minh và tốc độ xử lý thông tin càng nhanh. Vậy thì sau này DHA tạo ra độ nhạy của các tế bào thần kinh, giúp cho sự truyền thông được nhanh hơn, chính xác hơn, và DHA chiếm đến 50-60% võng mạc, tức là tổng chỉ huy sự nhìn. Chúng ta nhìn được rồi thì chúng ta mới có thể phản ứng cái sự nhìn đấy đó như thế nào. Nên là mắt mà đã tinh, mà não bộ lại nhanh nữa, thì chắc chắn là con của chúng ta sẽ cái sự kết nối thông minh sẽ được tuyệt vời hơn cả. Và cũng như vậy thì DHA cũng tham gia vào cái sự vận chuyển gluco của võng mạc, của não, nhãn cầu, của mắt. Nên là có thể nói rằng là muốn của chúng ta, cuộc sống của chúng ta thông minh và có trí tuệ thì không thể thiếu được vai trò của DHA. Và nếu như DHA bình thường có rất là nhiều nguồn, DHA từ trứng, DHA từ dầu cá, tất cả có rất là nhiều các nguồn, nhưng DHA từ vi tảo đã tuyệt vời rồi, nhưng lai DHA thì còn tuyệt vời trên cả sự tuyệt vời, vì đều có nghiên cứu lâm sàng. Và lai DHA là được của một nhà máy duy nhất ở Bắc Mỹ trên thế giới, là đấy là lai DHA là của DSM Thụy Sĩ và được sản xuất trong một nhà máy duy nhất trên thế giới ở Bắc Mỹ, có một dây chuyền khép kín. Vì khi chúng ta dùng DHA từ dầu cá, khi mà cái gọi là bây giờ cái sự ô nhiễm của nước biển sâu, chắc chắn rất là nhiều các ba mẹ sẽ lo ngại là cái nguồn DHA đó có bị nhiễm độc trì và kim loại hay không, thì DHA từ vi tảo và của lai DHA của nhà máy của DSM Thụy Sĩ chắc chắn sẽ là một nguồn sạch và tinh khiết, sẽ giúp cho cái sự hấp thu chuyển hóa của chúng ta được tối ưu và vượt trội ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, vậy thì DHA thì tuyệt vời như vậy rồi, thì trong giai đoạn mang thai và cho con bú thì những cái giai đoạn lập lên những nền móng cho từng cuộc đời của con người thì DHA có cái gọi là cái sự đặc biệt còn nhiều hơn như vậy.
Trong những giai đoạn bào thai với những năm tháng đầu đời, con cần phải được bổ sung DHA đầy đủ. Nếu như chúng ta không bổ sung DHA đầy đủ thì sẽ EFA, tức là một chất béo khác có rất nhiều trong các loại dầu ăn, thì sẽ có được lấp đầy hệ của gọi là lấp đầy cái não bộ của chúng ta, thì rõ ràng là chúng ta, con của chúng ta sẽ khó thông minh hơn, đúng không? Vậy thì nếu như DHA bổ sung thì sẽ được phát triển trí não này, thị giác này, còn đương nhiên thì có sức khỏe tổng thể cho suốt cả cuộc đời. Trong những giai đoạn 5 tháng đầu đời thì những tuần đầu tiên trong bụng mẹ, thai nhi đã bắt đầu phát triển não bộ. Tuần thứ 13, 14, con đã bắt đầu hình thành thị giác, thính giác. Con có thể nghe được giọng nói từ xung quanh. Đến ngày dự sinh, não bộ có kích thước bằng 25% cấu trúc não bộ của người trưởng thành. Vâng ạ. Vâng. Mà MenaQ7 DHA K2 CEO Nguyễn Xuân Hợp đấy nói, CEO Nguyễn Xuân Hợp đã từng nói rằng đây là tinh hoa khoáng chất dành cho mẹ bầu. Tinh hoa khoáng chất dành cho mẹ đầm bầu. Vậy thì nếu như trong trường hợp thiếu DHA thì chúng ta sẽ có những cái gì bị biểu hiện ra? Nếu như với các mẹ bầu thì đầu tiên đó là cái nguy cơ tăng sinh non. Không ai mong muốn rằng con của chúng ta sinh mà lại chậm, có nghĩa là ở trong ra trước so với thời gian mang thai. Vì đấy là một cái việc mà không ai muốn ạ. Còn thứ hai là có thể có những cái tiền sản giật, trầm cảm sau sinh và các vấn đề về mãn kinh cũng như các bệnh tim mạch sau này. Tức là trong thời kỳ mang thai thôi, nhưng nó sẽ có thể ảnh hưởng cả đến thời kỳ sau sinh này, và cả những cái trường hợp như mãn kinh là sau một khoảng thời gian lâu, và các vấn đề về tim mạch sau này. Đây là với mẹ bầu có nguy cơ như vậy. Còn với thai nhi của chúng ta thì nếu như trong trường hợp mà các con của chúng ta sẽ không được có được cái số, có nghĩa là không được cái số lượng hồng cầu, không có DHA thì số lượng và chất lượng tế bào hồng cầu giảm, không thể đáp ứng đầy đủ được các nhu cầu về dinh dưỡng, oxy cho sự phát triển toàn diện của thai kỳ. Thứ hai nữa là các bộ phận của thai nhi mà chịu ảnh hưởng nghiêm trọng cái việc thiếu DHA trong thai kỳ, đó chính là thần kinh trung ương và võng mạc mác. Các anh chị em thấy rằng có nguy hiểm không? Và đây cũng là một lý do là rất rất nhiều các mẹ khi có bầu đều sử dụng DHA. Đấy là vì đây là những cái, ngoài ra thì đương nhiên rồi, cái việc mà mức độ thông minh và khả năng học tập thì so với các bạn bè trong trang lứa sau này chúng ta mới nhìn thấy. Nhưng hai cái bộ phận mà chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đấy chính là thần kinh trung ương và võng mạc mác ạ. Cả nhà thấy cái này có hay không ạ? Bác sĩ Hiến nói một cái năng lượng thực sự là vô cùng yêu thương yêu đấy ạ. Vâng ạ. Vâng. Và cái DHA đấy khuyến nghị là 200 mg cho một cho thai kỳ, cho bà bầu. Nhà Minu khuyến nghị là 2 viên 300 tương đương với lại 600 mg DHA. DHA là chất béo, chúng ta không bao giờ phải lo lắng là sợ thừa và ngộ độc đâu ạ. Bởi vì không bao giờ có sự thừa ở đây ạ. Và bác sĩ Hiên ngày xưa đã từng mua DHA kg ấy, về cho con trai uống rồi đấy ạ. DHA quan trọng trong việc phát triển trí não của con. Thì đây là những cái điểm đặc biệt lại mà bác sĩ Hiên điểm lại để cho chúng ta hiểu rằng riêng về DHA. DHA là 25% cấu trúc não bộ của con được hình thành trong 3 tháng cuối. 6 tháng đầu đời con có thể tăng lên đến 60% cấu trúc não bộ. Và vâng, khi con đạt được 1 tuổi, con đạt được 75 cấu trúc phần trăm não bộ của con người chúng ta. Khi con 2 tuổi thì đạt được 80. Vậy thì từ 2 tuổi cho tới 6 tuổi thì con của chúng ta mới chỉ có đạt 20% cấu trúc não bộ còn lại. Nhưng 6 tuổi con chúng ta mới đi học, lúc đó chúng ta mới biết là con có thông minh hay không, hay như thế nào mới sự khác biệt. Thì lúc đó chăm sóc một em bé giúp cho con thay đổi về trí tuệ của con đã thực sự quá muộn rồi ạ. Vâng, ngoài ra thì DHA với những người lớn và những độ tuổi khác nhau thì DHA còn có những cái sự khác biệt. Đầu tiên đấy chính là DHA góp phần duy trì huyết áp bình thường. Huyết áp bình thường, DHA duy trì mức độ chất béo trung bình, trung tính ở trong máu bình thường. DHA góp phần vào chức năng bình thường của tim. DHA là một phần quan trọng trong sức khỏe của tim mạch và nó thấy tìm thấy ở cái mức, có nghĩa là ở mức độ dồi dào của các tế bào mô tim,
sau đó là DHA. Nếu như chúng ta muốn chăm sóc một trái tim khỏe mạnh thì không thể thiếu được DHA. Vậy thì rõ ràng là sản phẩm MenaQ7K2 DHA sẽ gần như là xuyên suốt trong cuộc đời của chúng ta khi chúng ta bắt đầu biết uống cái viên, nuốt được cái viên đó ạ. Anh nhà có thấy là thế là tuyệt vời không? Bên cạnh đó, bố mẹ chúng ta đã già rồi, dần dần cái sự lão hóa là đương nhiên, thì lai DHA có tác một cái tác dụng là làm cho sự tiếp nhận thông tin, khả năng ghi nhớ được cải thiện hơn, hạn chế các vấn đề đã bị quên hay mất trí nhớ do Alzheimer ạ. Vâng, thực sự là hôm nay nếu như tất cả các anh chị em được lắng nghe trong buổi live stream này, đó là những điều vô cùng tuyệt vời mà Midumena Q7 mong muốn cho cộng đồng của chúng ta để có thể có được những cái điều tuyệt vời về sức khỏe. Và đây mới chỉ là lai DHA, tức là một thành phần trong năm thành phần của DHA, của MenaQ7 K2 DHA. Vâng, lai DHA là được có từ khóa các anh chị, bởi vì lai DHA đấy là tên của dược, của nguyên liệu, và đây là nguyên liệu toàn cầu và được chứng minh lâm sàng, nên các anh chị chỉ search là chữ lai DHA thì sẽ có một loạt tất cả, và chúng ta dịch Google, dịch tiếng Việt thì chúng ta sẽ đọc thấy, và cái câu đầu tiên đó sẽ là khai sáng trí tuệ. Và thực sự với cả nhà là con của bác sĩ Hiên, em bé thứ hai được sử dụng là DHA, vì là ngày xưa bác sĩ Hiên là học của Miss Johnson, con của bác sĩ Hiên vô cùng thông minh thực sự. Vâng ạ. Và hàm lượng DHA cao này, 300 mg cho một viên DHA vi tảo. Lai DHA có những cái gì? Đầu tiên đấy chính là độ tinh khiết cao gấp 4 lần so với dầu cá. Thứ hai, không chứa cholesterol. Thứ ba là hạn chế được mùi tanh hơn so với DHA từ dầu cá. Cái này cũng là một cách mà làm cho một số những cái sản phẩm mà sự tuyệt vời của DHA nhưng lại không có sự tiếp nhận của các con. Vâng, đây là một cái quá trình sản xuất khép kín, không bị nhiễm trì, không bị nhiễm thủy ngân, không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường. Sản phẩm này là sản phẩm thuần chay. Thì trong khi chúng ta, rất nhiều các anh chị em chúng mình ăn chay chẳng hạn, bác sĩ Hiên cũng ăn chay mà, cái việc mà thiếu máu, thiếu sắt là việc có thật. Và like đây là một sản phẩm thuần chay, nên chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng trong suốt cuộc đời của chúng ta, kể cả cho những bệnh, cho những ai đó trong cộng đồng mà vì tín ngưỡng tôn giáo mà có thể không sát sinh hay gì đó, thì đây là một sản phẩm tuyệt vời ạ. Và quan trọng hơn nữa là nếu như chúng ta chăm sóc con từ rất sớm bằng dinh dưỡng thông minh, trò chơi âm thông minh và âm nhạc thông minh, hoàn toàn con của chúng ta có thể tăng 7 điểm chỉ số. Đây, 7 điểm chỉ số thông minh mà cả nhà có tin rằng là 7 điểm chỉ số thông minh là thay đổi cả một cuộc đời của một con người rất rất lớn sau này khi trưởng thành. Nếu chúng ta được, vì hoàn toàn có thể làm tăng sinh khả năng ghi nhớ, học hỏi và vận chuyển thông tin ạ. Sản phẩm Midu có sản phẩm dành cho các bé, nhưng vì là đa sản phẩm cũng có một cái dòng sản phẩm thật sự là tuyệt vời cho các con từ sơ sinh, nhưng vì là chưa có được quảng cáo nên chưa được kệ được Robby thôi. CEO Nguyễn Sơn Hợp chắc trong một khoảng thời gian ngắn tới sẽ đưa lên trên kệ Robby, bởi vì nhà Midu chỉ có làm đúng một việc, nâng cao tầm vóc của chúng ta, con chúng ta. Trong cái việc nâng cao tầm vóc đó có thể nâng cao cả trí lực, thể lực ở trong đó ạ. Vâng ạ. Vâng. Đây là một cái sản phẩm mà thực sự cả nhà hãy lắng nghe. Nếu như DHA là đã đắt rồi, và nếu như như chị Thái Hà có nói rằng là MenaQ7 là yếu tố kim cương, thì nếu như vậy thì 1 cân 1 kg mà 550 triệu thì có coi là kim cương hay không? Và với sản phẩm L5-methyl tetrahydrofolate là 550 triệu cho 1 cân nguyên liệu ạ. Chắc là còn đúng là yếu tố kim cương, vì Midu sẽ chỉ chọn những cái gì tuyệt vời nhất trên thế giới để đem về cho người Việt của chúng ta, để có thể kế thừa, phát huy, và để cho người Việt chúng ta chạm tới một mức giá mà ai ai cũng có thể dùng được ạ. Vâng,
quay lại là 5N-methyl teraforat, terahydrofolate, đó chính là đồ. Đây thông thường thì khi chúng ta nói đến về việc là trong bà bầu người ta lo lắng nhất đấy là vấn đề dị tật. Nên cái việc là folic hay folate, acid folic hay acid folate chúng ta đã quá quen thuộc rồi. Vậy thì hôm nay bác sĩ Hiên nói rằng là nếu như 5N-methyl terahydrofolate là dạng hoạt tính sinh học của vitamin B9, hay là bài ngày hôm nay tại sao bác sĩ Hiên lại để rất nhiều chữ? Nếu như bác Hiên chuyển thành các slide và các hình ảnh thì thực sự là những anh chị em không được lắng nghe livestream này lại phải, thì có thể lại phải nghe và thời gian nghe so với thời gian mắt đọc sẽ mất nhiều thời gian hơn rất là nhiều. Chính vì thế nên bác sĩ Hiên quyết định là chỉ để nguyên tất cả những cái dòng như thế này để anh chị em có thể đọc được luôn, và nếu như chúng ta nghe lại được nữa thì lại càng có thêm năng lượng của bác sĩ Hiên mà thôi ạ. Vâng, nên là gọi là có thể nói là rằng là nếu như 5N-methyl terahydrofolate có cấu trúc có thể hấp thu vào cơ thể của con người, dễ tưởng tượng rằng nếu như chúng ta có thể giống như chúng ta ăn cơm, nhưng cái chất của chúng ta ăn cơm này, ăn tinh bột này, ăn bánh mì này, những cái đấy khi vào trong cơ thể đều sẽ chuyển hóa được thành gluco, và cơ tế bào của chúng ta cần gluco chứ không cần phải là các loại tinh bột khác. Vâng. Và thứ hai nữa là acid folic chúng ta thường dùng đó ở dạng viên uống và tổng hợp, và khi vào trong cơ thể phải qua một chuỗi khoảng 5 phản ứng hóa học thì chúng ta mới có thể tạo thành ra 5N-methyl terahydrofolate chứ không phải là acid như mọi người lầm tưởng. Bác sĩ Hiên cứ, thực ra nếu như một cái bài mà gọi là PowerPoint như thế này thì đang là không đúng đâu, nhưng mà bác sĩ Hiên luôn luôn mong muốn làm sao để truyền tải có thể nhanh nhất và đơn giản nhất. Chúng ta chỉ cần biết đọc, chúng ta có thể hiểu được luôn ạ. Và chúng ta có thể ghi nhớ được ạ. Vâng. Vâng, đây là quá trình phản ứng chuyển hóa acid folic trong cơ thể của chúng ta. Đây là các gọi là phải qua một chuỗi quá trình chuyển hóa. Và thực sự với cả nhà rằng là chuỗi quá trình chuyển hóa này thường đến khoảng tầm 70% chúng ta, gọi là chúng ta, nếu như chúng ta sử dụng 100% thì có thể cung cấp vào cơ thể chỉ khoảng tầm 70% thôi. Nên chuỗi enzyme trong cơ thể của chúng ta đây qua các gọi là các phản ứng, các chu trì kỳ trong phản ứng sinh học trong cơ thể của chúng ta thì gần như là acid folic và folate đều không có giá trị một cách tối ưu cho gọi là cái sự phòng ngừa dị tật ống thần kinh mà tất cả nhiều các ba mẹ lo lắng. Đầu tiên chúng ta chỉ có khái niệm rằng là phòng ngừa dị tật ống thần kinh, và đây là chúng ta bổ sung trực tiếp 5-methyl terahydrofolate thì nó sẽ khác hơn rất nhiều. Và lý do vì sao như vậy nó mới đắt như vậy ạ? 550.000 cho một 550 triệu cho 1 kg ạ. Vâng. Vậy thì N5-methyl hydrofolate có cái tác dụng gì? Đầu tiên đó chính là cấu tạo tế bào hồng cầu và nucleotide, tham gia vào quá trình tái tạo tế bào máu và hỗ trợ cho sự phát triển của ống thần kinh. Nếu như những giai đoạn 5 tháng đầu đời của các con thì ống thần kinh là một bộ phận cấu trúc phôi thai phát triển trong thời kỳ hình thành và phát triển thai nhi. Đây có thể gọi là điểm khởi đầu của quá trình phát triển não và cột sống của em bé. Lý do vì sao mà acid folic từ xưa tới nay lại quan trọng như vậy? Đây là vâng đấy, sự khác biệt là như vậy. Vâng, thì với 5N-methyl terahydrofolate thì góp phần vào hình thành hệ thống thần kinh này, não bộ này, hạn chế những dị tật có thể xảy ra đối với thai nhi như là sứt môi, hở hàm ếch được phòng ngừa. Vâng, và những cái dị tật này thì thường xuất hiện trong tuần đầu tiên của thai kỳ, đấy là tuần thứ 3 và tuần thứ 4. Nên các phụ huynh hãy bổ sung, thai phụ hãy bổ sung 5N-methyl terahydrofolate cho trong giai đoạn muống mang thai, tốt nhất là trước 3 tháng và suốt trong thời kỳ mang thai. Trong sản phẩm Midumena Q7 K2 DHA lý do chỉ có 45 microgram K2
Bởi vì nếu như cái hàm lượng K2 mà cao quá 360 hoặc 720 rất dễ có nguy cơ chuyển dịch cái cán cân canxi và kali sẽ làm cho chúng ta bị sinh con trai bị sinh con gái mà chúng ta trong trong gia đình chúng ta có cái sự ước ao khát khao sinh con trai là việc đương nhiên vì chúng ta ai cũng mong muốn chúng ta có nếp và có tẻ đúng không ạ? Vậy thì nếu như với cái hàm lượng 45 mg K2 đó chưa đủ để chuyển dịch, kể cả dùng hai viên cũng chỉ có mới 90 mg thôi, nó mới có tác dụng là tăng cường canxi vào xương thôi, nó chưa làm cho cái việc là chuyển dịch cán cân nội mô canxi và kali trong cơ thể của chúng ta, nên không làm cho con của chúng ta có nguy cơ bị sinh con gái, nguy cơ bị sinh con gái, bởi vì khuyến nghị MenaQ7 K2DHA là tốt nhất trước thời kỳ mang thai và suốt trong thời kỳ mang thai ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng, đây nếu như giả sử em gái yêu cho chị ở cái hình ảnh vừa nãy, đây đây là cái hình ảnh nó hơi bị chậm, tức là thực sự nếu như cái dị tật phòng ngừa của chúng ta có thể đến là thai vô sọ. Làm bác sĩ mà thì bác sĩ Hiên cứ xin nói tất cả những cái gì trực chỉ, còn đương nhiên chúng ta không ai mong muốn như vậy. Vậy thì để cho không bị những trường hợp này, chúng ta hãy sử dụng 5N-methyl tetrahydrofolate chứ không phải là axit folic hoặc axit folate trước như từ xưa chúng nay chúng ta vẫn hay quan tâm tới đúng không ạ? Nếu như trong còn cái trường hợp mà tật nứt đốt sống như thế này là những cái điều mà không ai muốn, vậy thì MenaQ7 DHA cả nhà hãy dùng suốt trong thời kỳ có bầu và trước khi thời kỳ mang thai 3 tháng. Và mới sử dụng, đấy là lý do vì sao mà nhà Midu cho sử dụng đến 2 viên trong một ngày để làm sao tối ưu nhất cho tất cả các con. Vâng ạ. Tác dụng của 5N-methyl cho mẹ bầu đầu tiên là phải ngăn chặn được cái hiện tượng là thiếu máu này. Đây là ngoài ra những còn có những cái tác dụng mà tác dụng bên ngoài thêm nữa đấy, tức là 5N-methyl folate còn có tác dụng là phòng tránh bệnh thiếu máu, cung cấp đủ dinh dưỡng cho mẹ và thai nhi, mẹ bầu tránh được những biến chứng do thiếu, do sảy như có thể sảy thai. Nếu mẹ bầu tránh được thì có thể là thiếu thì có thể do, nếu mà có thiếu thì sẽ có thể gây ra những biến, vì khi mà có những dị tật như vậy, đây nha, chúng ta cứ hiểu thế này, khi mà có những dị tật như vậy có thể sẽ gây ra sảy thai, cơ thể bà mẹ tự nhiên của chúng ta sẽ có cái chức năng đào thải thì có thể là sảy thai này hoặc là thai non yếu này hay thai suy dinh dưỡng bào thai, và nếu như chúng ta mà bổ sung được tốt thì còn ngăn chặn cả cái việc mà mất trí nhớ, xương yếu, khó ngủ, trầm cảm và đau thần kinh. Đấy. Cái này là cái rất rất quan trọng cả nhà nhá. Hiện tại như bây giờ chúng ta hay có cái phương pháp thụ tinh nhân tạo, thụ tinh ống nghiệm, đây là một cái rất là phổ biến cho chúng ta. Vậy thì 5N-methyl còn có một cái tác dụng nữa, đấy chính là làm tăng cái khả năng thụ tinh nhân tạo, thụ tinh ống ống nghiệm để giúp cho cái việc mà chúng ta có con dễ hơn, tốt hơn những trường hợp khó như là trường hợp buồng trứng đa nang chẳng hạn, hoặc là những trường hợp mà tử cung ngả sau chẳng hạn, thì đấy là những cái mà giúp cho cái tăng tính quả trong quá trình thụ tinh nhân tạo. Nhưng bác sĩ Hiên nói rằng nói đến axit folic là nói đến dị tật ống thần kinh. Chúng ta cứ nghĩ thế này nhé. Nói đến axit folic, đấy là dị tật ống thần kinh. Nếu như thật là may mắn, bà mẹ tự nhiên trong quá trình đó mà dị tật con của chúng ta không được đi ra ngoài, tức là sảy thai tự nhiên, thì đó là điều tuyệt vời nhất. Nhưng nếu như chúng ta sinh ra một em bé mà khi sinh xong rồi, chúng sinh sinh ra ngoài rồi, con mới sứt môi hở hàm ếch, cả cái chúng ta nhìn thấy thôi. Nhưng nếu như dị tật ở các cơ quan khác trong trong cơ thể của chúng ta thì chúng ta mới thấy rằng cái sự giá trị của mena của 5N-methyl tetrahydrofolate quyết định quan trọng như thế nào. Vậy là chúng ta hãy ghim vào rằng là cơ thể của chúng ta, con của chúng ta cần đó chính là 5N-methyl tetrahydrofolate chứ không phải là axit folic hay là folate mà chúng ta vẫn càng nghe bao nhiêu năm 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 nay.
Vâng ạ. Vâng. Khi mà con của chúng ta lớn khôn lên rồi thì ở đâu đó chúng ta sẽ cái việc chậm nói về ngôn ngữ của 5-methylhydrofolate đó chính là làm giảm thiểu khả năng mắc chậm chứng chậm phát triển về ngôn ngữ của trẻ. Tức là sẽ làm cho cái tính linh hoạt tốt hơn, cái khả năng mà dẫn truyền thông tin, tốc độ xử lý thông tin nhanh hơn, thì rõ ràng là đấy là cái việc mà sẽ làm cho là có được giảm được cái chứng chậm về phát triển ngôn ngữ của trẻ. Vâng ạ. Vâng, còn với người bình thường khi chúng ta con của chúng ta khi chúng ta lớn khôn lên rồi hoặc là chúng ta lớn rồi thì tamenlemethyl tetrahydrofolate sẽ nếu như chúng ta dùng mỗi ngày. Đầu tiên vì nó liên quan đến thiếu máu thiếu sắt mà nên là chúng ta sẽ giảm tình trạng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, suy giảm trí não, ảnh hưởng đến cuộc sống công việc. Đó chính là đầu tiên là chúng ta thấy mệt mỏi, thứ hai nữa là đau đầu, đau ngực, rồi tay lạnh, rồi chóng mặt, chuột rút, mất ngủ. Tất cả những biểu hiện này là đều biểu hiện thiếu máu và liên quan đến 5-N-methylhydrofolate. Vậy thì cả nhà sẽ thấy rằng là nếu như với cái sản phẩm K2-MenaQ7, K2-DHA có cần dùng trong với người lớn trưởng thành như chúng ta hay không? Có. Câu trả lời đến hôm nay bác sĩ nói là vừa DHA này, xong đến bây giờ là bác sĩ lại nói tiếp là folate này, folic này. Thì bác sĩ Hiên nói rằng là cần suốt trong cuộc đời của chúng ta. Vâng ạ. Giải quyết vấn đề thiếu máu. Hàm lượng này là hàm lượng 1.000 microgram, có 1 mg thôi, tương đương với 1.000 microgram. Khả năng hấp thu của hãng công bố đến 98%, không gây tác dụng phụ. Còn đương nhiên rồi bác sĩ Hiên nói rằng là 550 triệu 1 kg thì đương nhiên là rất rất có giá trị rồi ạ. Vừa nãy nha, bác sĩ Hiên nói rằng là có là đầu tiên là có DHA, đúng không ạ? DHA là lai, DHA vi tảo. Thứ hai nữa là 5-N-methyl tetrahydrofolate. Thứ ba nữa là sắt. Vậy thì nếu bình thường với một cái sản phẩm sắt thông thường, một cái nguồn sắt thông thường hoặc là sắt trong cơ thể của chúng ta, vai trò của sắt trong cơ thể của chúng ta quan trọng như thế nào? Sắt là một trong những khoáng chất cần thiết đối với cơ thể của chúng ta. Sắt chiếm tỷ lệ 0,4 phần nghìn. Tức là 0,04%, tức là nó sẽ là sau đấy là năm số 0 nữa thì ở mỗi các tế bào cơ thể của chúng ta, sắt có vai trò hỗ trợ trong việc tổng hợp hemoglobin và myoglobin. Myoglobin được hiểu rằng đó là giống như là các cái bọc bọc để cho tốc độ xử lý thông tin. Còn lại hemoglobin thì hiểu rằng đấy là các tế bào máu của hồng cầu ạ. Tức là vậy thì đây là một cái là tốc độ dẫn truyền thần kinh và thứ hai nữa là tế bào máu hồng cầu liên quan đến việc là vận chuyển oxy và đóng vai trò là dự trữ oxy cho cơ thể. Sắt thì có thể là thành phần nhân của tế bào. Vâng, lát nữa bác sĩ Hiên sẽ nói về trường hợp này của em Mai Hương ạ. Sắt, bác sĩ Hiên sẽ cố gắng không không nhìn trên khung chat nữa để cho tập trung ạ. Sắt là thành phần cấu tạo nhân của tế bào và các enzyme xúc tác quan trọng thúc đẩy hệ miễn dịch. Sắt với trẻ em để làm phát triển khỏe mạnh và làm giảm cơn đau lưng, đau bụng, giảm sự mệt mỏi và giải phóng năng lượng. Đây là gọi là vai trò của sắt trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì nếu trong trường hợp thiếu sắt thì cơ thể của chúng ta sẽ không vận chuyển được oxy tế bào và không có khả năng dự trữ oxy cho cơ thể. Vậy thì cả nhà có thấy rằng là cơ thể của chúng ta rất cần oxy mà tế bào của chúng ta rất là cần oxy thì vai trò của sắt là rất rất quan trọng. Đúng không ạ? Vâng. Vâng, vậy thì còn sắt protein succinate nó có ba nguyên âm ạ. Đầu tiên là sắt protein và succinate. Thì quá trình succinate hóa được đây là sắt protein succinate được hiểu rằng đấy là sắt phát minh và sắt có những vai trò đặc biệt. Còn từ rất lâu rồi các anh chị em sẽ nghe thấy rằng CEO Nguyễn Xuân Hợp nói rằng là sắt đây những sắt khác thì mang tính hấp thu thụ động nhưng còn đây là sắt sẽ là hấp thu chủ động theo cơ chế của tế bào. Nhưng hôm nay bác sĩ Yên xin chia sẻ kỹ hơn đó chính là sắt protein succinate. Quá trình succinate hóa
Đây là protein sữa nha. Đây là protein sữa có hàm lượng là 5% và 0,2% sắt hóa trị 3. Đồng thời nhờ vào đặc tính, thực ra là tại sao bác Duy hôm nay lại làm tất cả cái này nó rất là nguyên bản. Mà nếu như các anh chị em sẽ thấy rằng rất là buồn cười khi một cái slide như thế này. Nhưng tất cả những cái này anh chị hoàn toàn có thể search trên Google. Tất cả những cái thông tin này là bác sĩ Hiên muốn nguyên bản để chúng ta có thể search lên trên Google để có thể hiểu được cái tính năng đặc tính của nó như vậy. Thì nhờ vào đặc tính là hòa tan của các hợp chất chất sắt, protein và succinat có khả năng kết tủa trong môi trường dạ dày nhưng vẫn giữ nguyên được liên kết với ion sắt. Một số những cái loại mà khi chúng ta dùng sắt, kể cả là sắt 2 hay sắt 3, khi dùng sắt xong thì rất sẽ có nguy cơ bị lắng đọng, bị lắng đọng đào thải ra bên ngoài, đấy là có hiện tượng màu đen. Và thứ hai nữa là bị kích ứng môi trường dạ dày vì pH, độ pH, nên là có thể là sẽ bị kết tủa. Nhưng đây là hoàn toàn là vẫn giữ được cái ion sắt như vậy. Và sau đó thì khi xuống dưới môi trường kiềm của tá tràng thì lúc đấy mới lại tan ra trong môi trường kiềm và cho phép hấp thu sắt lại thông qua liên mạc ruột. Và lúc đấy cái thành phần protein của sữa sẽ bị tiêu hóa bởi enzyme protelasa của dịch tụy. Cả nhà có thấy rằng vì đây là dòng sắt phát minh, và dòng sắt phát minh thì sau 20 năm, sắt phát minh của Ý, sau 20 năm thì mới có cơ hội để chúng ta có thể sử dụng cái đó ở bên ngoài, gọi là hàng generic. Nếu như ở đây chị Hà có thấy rằng là cái từ khóa đấy là bác sĩ Hiên nói rất là đúng, bởi vì sau khi giống như chúng ta là bằng phát minh sáng chế thì phải 20 năm mới được sử dụng ở rộng rãi. Và sản phẩm này đến bây giờ có được vòng khoảng 23, 24 năm thì bác sĩ Hiên có được trong dòng sản phẩm của mình. Vâng, và nếu như bảo hiểm của có bạn nào khó nghe không ạ? Vâng ạ, vâng, cảm ơn MC Thanh Huyền ạ. Vậy em sẽ xem lại các thiết bị mà vâng, thì nếu như giả sử như bảo hiểm y tế của Việt Nam đó là thành phần của Phetlatum, tức là sẽ có một bạn ở trên dòng thời gian khung chat nói rằng là khó nghe, thì bác sĩ Hiên hỏi MC Thanh Huyền thôi ạ. Vâng, tức là bảo hiểm y tế Việt Nam có dòng sản phẩm là Phetlatum thì đã trả cho bảo hiểm y tế Việt Nam trả là 21.000 đồng cho một ống 10 ml tương đương với 800 mg sắt, tức là gấp đôi trong sản phẩm của Midu. Tại sao lại Midu chỉ để là khoảng tầm 400 mà không phải là 800? Bởi vì trong đây, trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay có một người mà bác sĩ Hiên mời vào trong một cái khoảng thời gian mới, khoảng tầm có bác sĩ Hiên vừa mới bắt đầu vào đây thôi. Đó chính là bệnh thalassemia, là bệnh liên quan đến cấu trúc gen trong cơ thể và có trong xã hội của chúng ta có khoảng 4% trong cộng đồng là bị, có thể là gen nặng hoặc là gen trộm. Nếu như gen trộm có thể sẽ bị thiếu máu rất là nhiều và có thể bị chết. Còn lại là dân tộc Mường 22% và dân tộc ED là 44%. Điểm đặc biệt của cái bệnh nhân này là luôn luôn thiếu máu và thiếu sắt, nhưng dùng sắt nhiều thì lại thừa sắt và lại phải suốt cái từ khóa là thải sắt cả cuộc đời. Vâng, đấy là lý do vì sao như vậy. Vâng, nhà đúng rồi ạ, bệnh tan máu bẩm sinh ạ, hồng cầu nhỏ, hồng cầu to. Lát nữa thì cảm ơn cha em của bạn Chu Minh Nguyệt đã nhắn tin ạ. Hấp thu nhé, đây là quá trình sắt protein succinat như vậy rồi. Thì bây giờ quá trình là hấp thu, đây là cấu tạo này. Cấu tạo là của sắt protein succinat là vừa nói rồi này. Đến bây giờ là quá trình hấp thu, nhờ vào cái đặc tính hòa tan như vậy nên là ion sắt protein succinat không hòa tan trong môi trường axit của dạ dày nên không ảnh hưởng đến niêm mạc dạ dày. Đấy là ý đầu tiên. Ý thứ hai, sắt lại tan trong môi trường kiềm ở tá tràng, cho phép sắt hấp thu hoàn toàn qua niêm mạc ruột, trong khi cái phần protein của phân tử thì lại bị tiêu hóa bởi protelasa của dịch tụy. Vâng, và nghiên cứu cho thấy rằng sắt protein succinat hoặc ion protein succinat sẽ hấp thụ tốt hơn, làm tăng nồng độ sắt trong máu tốt hơn so với tất cả các hợp chất sắt phổ biến khác ngoài thị trường, bao gồm cả sắt 2 và sắt 3. Vâng, có nghĩa rằng là
Nên là để mở rộng và để gút lại cái từ khóa mà CEO Nguyễn Xuân Hợp vẫn hay nói trong các buổi đào tạo, đó chính là sắc hấp thu chủ động, tức là cơ thể cần bao nhiêu thì sẽ hấp thu bấy nhiêu, cơ thể có thể tự kiểm soát được, không dây thừa và không gây ra lắng đọng ở nội tạng. Đây là một ý vô cùng quan trọng, để có nghĩa là chúng ta tăng lượng sắt nhưng mà không làm dư thừa sắt ở các cơ quan và nội tạng. Vâng ạ. Khi nói đến MenaQ7 K2DHA, chúng ta có nói rằng đấy là tinh hoa khoáng chất cho bà bầu. Vậy thì trong giai đoạn bà bầu có những cái gì mà để có thể nói rằng là MenaQ7 K2DHA là tinh hoa khoáng chất của bà bầu ạ? Đầu tiên đấy chính là thai kỳ có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đấy là tam cá nguyệt đầu tiên, thường là trước 12 tuần. Tam cá nguyệt thứ hai là trước 26 đến hoặc 28 tuần, và tam cá nguyệt thứ ba còn gọi là giai đoạn còn lại ạ. Vâng. Từng giai đoạn này sẽ có cái sự khác nhau. Nếu như trong giai đoạn đầu tiên mà tam cá nguyệt thứ nhất thì cái việc mà con của chúng ta hoàn toàn không có phụ nữ mẹ bầu của chúng ta không có lên cân nhiều đâu ạ, cũng không quan trọng nhất trong giai đoạn của bà bầu tam cá nguyệt thứ nhất. Đó chính là sao chép ADN từ từ tế bào nhiễm sắc thể đầu tiên. Nên cái việc là chúng ta phải cần được sao chép nguyên bản, sao chép nhân bản nhưng mà phải nguyên bản để tránh dị tật ống thần kinh, thì đấy chính là quan trọng, đấy chính là 5N-methyltetrahydrofolate. Đấy là quan trọng nhất. Sau đó là quá trình mang thai, ốm nghén, thì với cái sự làm tổ của con và sự kích thích nội tiết nên có rất nhiều các mẹ có một có hiện tượng là ốm nghén. Vậy thì vâng, có hiện tượng là ốm nghén thì đấy chính là có thể không đủ chất dinh dưỡng dẫn đến thiếu máu, thiếu sắt. Và đấy chính là vai trò của cần sắt protein succinate ạ. Vâng ạ. Đây là tám tam cá nguyệt đầu tiên. Tam cá nguyệt thứ hai cũng xét rất nhanh thôi. Các mấy giờ rồi nhỉ em Huyền nhỉ? Khả năng là hôm nay mình sẽ cứ đào tạo thôi bác sĩ ạ. Còn các câu hỏi thì admin sẽ tổng hợp và có thể là sẽ trả lời và hỗ trợ gửi đến các anh chị sau. Và có thể là hoặc là chúng ta sẽ tổng hợp vào cái chương trình cộng đồng chuyên gia tiếp theo. Còn hôm nay mình cứ đào tạo cho thật trọn vẹn ạ. Đã, cảm ơn em ạ. Vâng ạ. Tam cá nguyệt thứ hai được hiểu rằng là từ 14 tuần trở đi đến 28 tuần thì con yêu của chúng ta đã bắt đầu lớn hơn này, nhu cầu dinh dưỡng tăng cao này, các mẹ đã bắt buộc phải ăn thêm những thức ăn trong mỗi bữa, hãy bổ sung đầy đủ multivitamin, protein, sắt, canxi, MenaQ7 trong các thực phẩm giàu chất xơ và uống đủ nước. Nếu như bác sĩ Hiên nghĩ rằng trong cuộc sống của chúng ta, nếu như chúng ta cần quan trọng nhất đấy chính là sắt này, canxi này, DHA này và vitamin K để vận chuyển canxi được tối ưu. Nếu như các mẹ có đủ ăn uống bình thường thì có thể đã đủ multivitamin và khoáng chất rồi. Hiện nay như bây giờ chúng ta còn phải đối nghịch với cái việc là mẹ chăm quá mức trong thời kỳ dinh dưỡng quá mức, trong gọi là dư thừa về dinh dưỡng mà lại không đúng cách. Chúng ta cần những cái dinh dưỡng chắc chuẩn đủ thôi ạ. Thì đấy là các mẹ cần phải. Thì tùy có thể các mẹ có thể bổ sung multivitamin và những cái hoạt chất mà có thể giúp cho các con của chúng ta thay đổi trong suốt quá trình mang thai. Đấy chính là sắt protein succinate, canxi gluconate, MenaQ7 với hàm lượng 720 mg, và đương nhiên rồi không thể thiếu được 5N-methyl tetrahydrofolate và cái DHA thì cũng không thể thiếu được ạ. Vâng ạ. Tam cá nguyệt thứ ba. Tam cá nguyệt thứ ba là một cái giai đoạn rất là tuyệt vời, con phát triển một cách vượt trội, tăng gấp đôi về cân nặng và tăng gấp ba về chiều cao. Quan trọng hơn nữa là 25% cấu trúc não bộ của con được hình thành trong giai đoạn này. Nên là cái nhu cầu DHA ở đây là cực kỳ lớn ạ, và cũng như là cái tốc độ mà cần nhu cầu sắt trong con của chúng ta cũng rất là nhiều. Nếu như về tăng cân thì con của chúng ta là cân nặng tăng gấp đôi, nhu cầu về dinh dưỡng
giai đoạn này lại là rất nhiều. Nhưng có một cái nghịch lý của bà mẹ tự nhiên, trong giai đoạn từ 31 tuần thì con của chúng ta là bào thai đấy, trong cái dây rốn là cái mà bánh rau đấy, là nơi mà bảo vệ nuôi dưỡng con của chúng ta, bảo bọc và nuôi dưỡng con của chúng ta. Thì trong giai đoạn này tự bà mẹ tự nhiên có hiện tượng là vôi hóa bánh rau. Nếu như trong cái trường vôi hóa bánh rau này mà chúng ta không có cái sự chuyển hóa, nếu như bình thường chúng ta chuyển hóa canxi, nếu chúng ta dùng canxi lắng đọng thì sẽ thấy ngay cái hiện tượng vôi hóa bánh rau này rõ nét từng ngày. Nên ở đây chúng ta làm sao đó phải giảm cái hiện tượng vôi hóa bánh rau lại, để làm sao cho bánh rau được tối ưu hơn, thì có liên quan rất nhiều đến chuyển hóa canxi. Vậy thì đây là vai trò của MenaQ7, vitamin K2 là vô cùng lớn. Nên có thể nói rằng là MenaQ7 180 microgram cho 4 ống mỗi ngày sẽ giúp cho hiện tượng là giảm cái đảo ngược quá trình vôi hóa. Vì với cái hàm lượng 720 microgram K2 mới có tác dụng là đảo ngược quá trình vôi hóa, làm giảm những cái cặn vôi hóa, cặn thận, cặn bánh rau, thì mới giúp cho cái quá trình nuôi dưỡng vận chuyển oxy cho con được tối ưu hơn. Thì nên là đây là cái giai đoạn này là giai đoạn mà không thể thiếu được vai trò của MenaQ7 180 đâu ạ. Vâng, và thứ hai nữa là lúc này thì muốn cho con của chúng ta cung cấp được tối ưu hơn thì cái hệ mạch máu của con của chúng ta, phải mạch máu của chúng ta rất là cần. Thì đây là giai đoạn mà sắt phải là tối ưu, oxy cung cấp cho con, hematocrit phải được là tối ưu. Thì đây là sắt, protein, succinat ạ, sẽ đáp ứng được những vấn đề này ạ. Vâng, bên cạnh đó nữa thì chiều cao con giai đoạn này là giai đoạn mạnh mẽ nhất trong cả cuộc đời. Có 3 cái giai đoạn mạnh mẽ tăng chiều cao. Giai đoạn là 3 tháng cuối của thai kỳ, 3 tháng cuối thôi ạ, con cao đến 25cm. Nhưng đến 12 tháng, khi con sinh ra, con mới cao được 25cm. Và đến 35 là từ 8 cho đến 11 tuổi con mới lại cao được 25cm. Vậy thì cái con số 25cm đấy đều lặp đi lặp lại và nói rằng đấy là 3 giai đoạn phát triển chiều cao vượt trội của con người chúng ta. Vậy thì có phải 3 tháng trong thời kỳ thai kỳ quan trọng như thế nào để tăng 25cm? Nếu như giả sử như các em bé sinh ra rồi thì phải mất 3 năm. Còn nếu như mà 3 năm giai đoạn vượt trội chiều cao cuối cùng để có sự tăng là kích hoạt của hai cái tố tăng chiều cao, đấy là vừa hormone tăng trưởng và hormone sinh dục, còn lại là cả mất cả 1 năm đầu đời mới có thể đạt được cái chiều cao 25cm. Vậy thì cả nhà sẽ thấy rằng là giai đoạn này là giai đoạn chuyển hóa canxi vô cùng là quan trọng, và chúng ta hãy nói không với canxi lắng đọng. Vâng, chúng ta hãy nói không với lại canxi lắng đọng. Vâng ạ. Chúng ta mong muốn rằng ai trong chúng ta cũng đều mong muốn rằng con của chúng ta khi mà sinh ra một em bé dị tật, một em bé có những sự khuyết khiếu về mặt thần kinh, về mặt nhận thức, thì chúng ta mới chỉ nhận, thì chúng ta sẽ thấy ước ao rằng chúng ta chỉ cần mong ước sinh ra một em bé khỏe mạnh là đã tuyệt vời rồi, mà không cần phải lựa chọn giới tính là con trai hay con gái. Đúng không ạ? Thế đến khi mà con của chúng ta mất cái cơ hội tăng chiều cao trong tương lai liên quan đến nghề nghiệp, giả sử như là những bạn mà ví dụ như là cao 1m50 là không có khả năng đi thi và không có khả năng apply vào trường sư phạm, vậy thì kể cả những bạn tuyển thẳng cũng sẽ không có khả năng vào trường sư phạm nếu bạn có 1m47. Vâng, và nếu như thực sự là con của chúng ta trong quá trình đi học, cái việc mà hàng ngày chúng ta mãi cả một, các con trong đại học chữ to đấy, là học lớp 1 đấy, nếu như mà cả một buổi tối 3 tiếng mẹ và con chỉ đánh vật, chỉ có đọc được đúng một cái chữ con cò, thì các ba mẹ sẽ thấy rằng cái sự khác biệt như thế nào khi chúng ta ngay từ những năm tháng chúng ta có tư duy, chúng ta có thể sẽ có những cái sự chọn vô cùng là tuyệt vời nếu như chúng ta hiểu đúng và hiểu chuẩn về nguyên lý khoa học. Vậy thì não bộ của con chúng ta hình thành 25% cấu trúc được hình thành và chất xám bởi tạo DHA. Có thể nói rằng con thông minh hay không phụ thuộc vào hoàn toàn nồng độ lượng DHA chúng ta được cung cấp
đặc biệt trong những giai đoạn nền tảng tạo móng của thông minh, đó chính là 1 năm đầu đời của con hoặc là trước 6 tháng, trước 6 tuổi của con. Còn lại là tất cả những cái giai đoạn khác chúng ta sẽ chỉ làm tăng cái khả năng ghi nhớ. Còn nếu như chúng ta muốn thông minh, sau này có thể sẽ có những lúc bác sĩ Hiên sẽ đào tạo là nếu như muốn con của chúng ta thông minh, chúng ta có thể là đào tạo về dinh dưỡng thông minh là chúng ta nói đây rồi. Chúng ta sẽ có những cái buổi đào tạo về là trò chơi thông minh và âm nhạc thông minh để làm sao kích hoạt. Thì bây giờ cái việc mà thai giáo là chúng ta là có thật mà. Và yêu sinh trong cái quá trình là gọi là giáo dục con sớm là có thật mà. Và những em bé đấy như thần đồng, chúng ta có thể hoàn toàn cũng có thể xây cho con từ những nếu như khát vọng, ước vọng của ba mẹ mong muốn là như vậy. Và hãy để cái việc đó cho, hãy để cái việc đó Midu chăm sóc bằng sản phẩm Mena Q7 K2 DHA cộng với lại Mena Q7 180. Đúng không ạ? Vâng, sản phẩm Mena Q7 K2 DHA đó chính là sắc protein succinate. Thứ hai nữa là Lai DHA 5N-methyl hydrofolate và vitamin K2 và D3 đứng hàng thứ 4-5. Để cho cả nhà sẽ thấy rằng vì mục tiêu của sản phẩm này sẽ giúp cho con đầu tiên là phải khỏe mạnh. Và khỏe mạnh, muốn được khỏe mạnh thì phải giảm được dị tật ống thần kinh và tăng trưởng về chiều cao và cân nặng. Thứ hai nữa là con cao lớn. Vâng, con cao lớn ạ. Và thứ ba nữa là con của chúng ta, con yêu của chúng ta cần thông minh ạ. Vâng, tóm lại Mena Q7 DHA là tinh hoa khoáng chất cho bà bầu, sẽ giúp cho các con phòng ngừa dị tật thần kinh, tăng cao, tăng chỉ số thông minh ngay trong bụng mẹ. Còn Mena Q7 K2 DHA còn chỉ định cho phụ nữ sau sinh, cho con bú để giúp cho con thông minh vượt trội, vì chúng ta có hai con đường nuôi dưỡng để dinh dưỡng. Một là con đường nuôi dưỡng bên trong, đấy chính là mẹ bầu, và con đường dinh dưỡng bên ngoài, đấy là con đường qua sữa mẹ. Thì Mena Q7 K2 DHA có thể giúp cho con khi chúng ta uống để cho cái tăng cái hàm lượng DHA lên ạ. Vâng, Mena Q7 K2 đấy là chỉ định đầu tiên. Chỉ định thứ hai đó là được chỉ định trong trường hợp thiếu máu, thiếu sắt, đặc biệt đối với bệnh thalassemia trong cộng đồng. Thực sự là cái từ thiếu máu, thiếu sắt đấy là từ chung thôi, nhưng mà và bệnh thalassemia là bệnh mà bác sĩ Hiên cảm thấy nhức nhối khi mà nghe, tức là cái này là bác sĩ Hiên trong cộng đồng là bác sĩ mà, là bác sĩ Hiên cũng biết được rằng là việc mà thiếu máu nó giống như là cái việc là cái bơm nốt bánh xe đấy, luôn luôn ở trong tình trạng nốt non, và nốt non người ta có thể thiểu xỉu bất kỳ lúc nào. Và cái nguy cơ đó lại còn nếu như chúng ta thiếu máu, thiếu sắt, chúng ta bổ sung rồi, nhưng khi bổ sung rồi chúng ta lại phải thải sắt suốt đời. Cả nhà có thấy rằng khổ đến mức độ nào không ạ? Vâng, đấy là thì đưa lên là bệnh thiếu máu, thiếu sắt thôi, nhưng sẽ có lúc mà bác sĩ Hiên sẽ chia sẻ rằng kể cả những bệnh hồng cầu to, tất cả những bệnh mà liên quan đến thiếu máu và thiếu sắt trong cơ thể của chúng ta. Đấy là trường đầu tiên nhé, là tinh hoa khoáng chất bà bầu này. Thứ hai nữa là chỉ định trong thiếu máu này. Thứ ba nữa là khả năng là cái dạng viên uống, nên có khả năng là tăng cường khả năng ghi nhớ học hành trong suốt giai đoạn đi học và trong suốt cả cuộc đời. Vì của con người của chúng ta luôn luôn quá trình học tập suốt đời, cũng giống như Midu ấy, đào tạo và học tập suốt đời. Vậy thì sử dụng Mena Q7 K2 DHA là sử dụng đều đặn mỗi ngày, và bác sĩ Yên dùng 2 viên mỗi ngày ạ. Vâng, và đối với ba mẹ chúng ta nữa thì cái gọi là lão hóa chung là việc đương nhiên. Mẹ, ba mẹ chúng ta hoàn toàn có thể bị Alzheimer hoặc là bị suy não, bị mất trí nhớ, rối loạn tập trung, và kể cả những cái trường hợp là rối loạn về ngôn ngữ chúng ta vẫn có thể làm được. Và đây ở một số những bạn mà tự kỷ có khả năng nuốt được viên thuốc thì bác sĩ Yên nghĩ rằng sẽ thay đổi, cải thiện được khá là nhiều ạ. Vâng ạ. Cảm ơn sự yêu quý lắng nghe của tất cả các chị, anh chị em. Và cuối cùng, kiểm soát thời gian của bác sĩ Hiên vẫn vô cùng tuyệt vời, vì bây giờ là 10:00 phút ạ. Cảm ơn MC Thanh Huyền, cảm ơn 9196 anh chị em có trong mặt ngày hôm nay ạ. Cảm ơn em bác sĩ Lê Thái Hà đã quay lại trong Zoom ạ.
Dạ vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Hiên và chúng ta hãy cùng thả bông thả tim để cảm ơn bác sĩ Hiên với nguồn kiến thức cực kỳ là quý giá. Hôm nay bác sĩ Hiên đào tạo về sản phẩm K2DHA vô cùng sâu đúng không ạ? À, thực ra là Midu từ ngày mà ra mắt sản phẩm đến nay thì chưa thực sự là chính thức là có một cái buổi đào tạo nào, và ngày hôm nay bác sĩ Yên cảm thấy rằng là nhất định là phải đào tạo về cái sản phẩm tuyệt vời này đến các anh chị, để các anh chị có thể hiểu sâu hơn, hiểu rõ hơn, để mà các anh chị có thể là hỗ trợ được cho nhiều bà mẹ hơn, hỗ trợ cho nhiều mầm non tương lai của đất nước chúng ta hơn đúng không ạ? Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Phạm Thanh Hiên ạ. Vâng ạ, thông thường ấy ạ thì trong chương trình cộng đồng chuyên gia sẽ có một cái phần nho nhỏ là phần giải đáp câu hỏi của bác sĩ Hiên. Tuy nhiên thì cái phần đó hôm nay đã thay thế phần đào tạo hết sức là chuyên sâu rồi. Vậy nên là một số câu hỏi thì admin cũng đã tổng hợp và sẽ giải đáp cho các anh chị riêng với những câu hỏi đơn giản. Còn có thể là có những câu hỏi chuyên sâu hơn thì em sẽ gửi đến bác sĩ Hiên vào chương trình cộng đồng chuyên gia lần sau. Và tới đây thì còn một cái phần không thể thiếu, bỏ phần nào cũng không thể bỏ phần này được đúng không ạ? Là phần quay số trúng thưởng dành cho các anh chị đang hiện diện ở trong Zoom ngày hôm nay ạ. À, với mỗi chương trình cộng đồng chuyên gia chúng ta đi học rồi, chúng ta được rất nhiều kiến thức quý giá rồi. Thế nhưng mà chúng ta còn có những cái phần quà mang về nữa, những phần quà may mắn nữa. Thì ngày hôm nay em sẽ xin phép là dành hai phần quà may mắn đến cho các anh chị trong Zoom ngày hôm nay nhé. Và em xin phổ biến luôn nguyên tắc của chúng ta, đó chính là ai mà còn ở trong Zoom đến tận giây phút này khi mà em quay số trúng thưởng thì mới có cơ hội để được nhận cái phần quà may mắn này. Còn anh chị nào mà đã out Zoom rồi khi mà em quay số vào đúng mã số của mình nhưng mà không có giơ tay nhận quà, không có comment nhận quà thì em xin phép là sẽ nhường cái cơ hội đó cho một anh chị khác ạ. Vâng, và không để làm mất thời gian của các anh chị nữa, em sẽ show luôn cái màn hình quay số trúng thưởng anh chị nhé. À, admin đã tổng hợp các mã số để quay số trúng thưởng ngày hôm nay và ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai phần quà may mắn. Vâng ạ, à, các anh chị đã nhìn lại mã số của mình chưa ạ? Đã sẵn sàng với phần đến phần này chưa ạ? Em bắt đầu luôn cho nhanh chị nhá. 10 giờ chúng ta có phải cho các con đi ngủ để cho đúng giờ đúng không ạ? Chúng ta phải ngủ trước 10 giờ cơ mà. Hôm nay đã hơi muộn một chút rồi nhưng sẽ làm nhanh phần này thôi. Đến với người may mắn đầu tiên ạ. Dạ vâng ạ, chúc mừng anh chị có mã số 53299 ạ. 53299 ạ. Chị Huỳnh Thiên Cẩm Tú ạ, chúc mừng chị Huỳnh Thiên Cẩm Tú. Chị Huỳnh Thiên Cẩm Tú có đang ở trong Zoom không thì mình hãy comment vào trong khung chat giúp em để em mình xác nhận nhá. Mã số 53299 của chị Huỳnh Thiên Cẩm Tú. Vâng ạ, em đã thấy chị Huỳnh Thiên Cẩm Tú ở comment vào trong khung chat rồi. Chúc mừng chị đã là người may mắn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, và chúng ta sẽ tìm đến người may mắn thứ hai chị nhá. Muộn rồi nhưng vẫn hừng hực khí thế con số ạ. Chúc mừng mã số 56165. 56165 ạ. Chúc mừng chị Trần Thị Pháp Quốc với mã số 56165. Chị Pháp Quốc có đang ở trong Zoom không thì hãy comment trong khung chat giúp em nhé để em mới xác nhận ạ. 56165, chị Pháp Quốc. Dạ vâng ạ, em đã thấy chị Pháp Quốc xuất hiện rồi ạ. Vậy là rất nhanh chóng ạ. Hôm nay chúng ta đã tìm ra được hai người may mắn trong chương trình ngày hôm nay, đã nhận được một phần quà, à, nhận được hai phần quà may mắn từ Midu. Và ngày mai thì admin sẽ liên hệ đến các chị để gửi đến các chị phần quà này chị nhé. Vâng ạ, và chương trình của chúng ta đến đây xin phép được tạm dừng. Một lần nữa thì em xin cảm ơn sự chia sẻ hết sức là tuyệt vời của bác sĩ Phạm Thị Thanh Hiên. Cảm ơn chị Nguyễn, giám đốc kinh doanh Nguyễn Ngà, và cảm ơn toàn bộ những anh chị em hôm nay đã dành thời gian và có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta có thể cùng bật mic lên để chào bác sĩ, chào nhận để cùng chào bác sĩ, chào chị Ngà và cùng chào nhau anh chị nhé.